Hello, excuse me. Ui trời ơi, ui trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trơn á, nó trơn á. Vân Sơn và Việt Thảo vừa mới vượt qua dòng sông Mississippi của tiểu bang Minnesota. Yeah, con sông Mississippi là một trong những con sông lớn nhất của Bắc Mỹ. Nó bắt nguồn từ Canada và chảy dài sang nước Mỹ, chạy ngang 10 tiểu bang và chảy thẳng ra vịnh Mexico. Tiểu bang đầu tiên của nó chạy qua là tiểu bang Minnesota. Tính từ đây, từ cái cột này mà tính đo cái chiều dài của con sông Mississippi ra tận vịnh Mexico đó, thì nó dài hơn 2.500 dặm. Yeah, đây được kể như là đầu nguồn của dòng sông Mississippi ở tại Hoa Kỳ. Và nó có chiều cao là 450m, tức là khoảng 1.475 feet so với mực nước biển. Nó nằm ngay bên cạnh hồ Itasca, là một trong những danh lam thắng cảnh của trong hơn 10.000 hồ tại Minnesota mà du khách hàng năm đến đây để thăm viếng, để tìm hiểu về cái nguồn gốc của dòng sông Mississippi phát từ ở chỗ nào. Nếu mà người Việt Nam chúng ta quan niệm rằng mẹ là biển cả, thì người bản xứ trước kia ở đây, thổ dân, người da đỏ cho rằng cái nguồn gốc của dòng sông Mississippi chính là cha của các loài nước, cha của các dòng sông. Đúng vậy, người Việt Nam chúng ta là nói là uống nước nhớ nguồn. Hồi xưa Vân Sơn, Diệu Thảo uống nước sông Mississippi mà ở tận với Louisiana lận, mà bây giờ phải leo lên tới đây nè để nhớ nguồn, nhớ quá. The best of the Twin Cities, best soups, Minneapolis Central, one restaurant best Vietnamese, award Dinner Choice Award năm 2004. Wow. Bây giờ tại sao từ bên ngoài mình thấy có rất nhiều người Mỹ đã đến ăn? Ngoài người Việt Nam, người địa phương còn có người ngoại quốc đến ăn rất đông. Surprise. How do you like this restaurant? Oh, we love it. We come here all the time. Uh-huh. Yeah. Is that a Vietnamese food? You know that, right? Yes, yeah, yeah. How about test? The test? Oh, it's great. Excellent. All right. How about the price? Perfect. Very good. All right. How many times you come to this restaurant? Every week. I come once a week. Oh, once a week? For how many years? 4 or 5 years. Oh, 4 or 5 years once a week? Yeah. Yo, at least 200-300 times already. Yeah. All right, thank you very much. Enjoy. Yeah. Alright, thank you. Yeah. Lý do tại sao? Tại sao mà người khách ngoại quốc đông, rất là đông đến đây? Tại vì cô nấu nó ít dầu ít mỡ, với cô nấu giống như là cái món ăn nó đặc biệt á. Cô nấu đặc biệt, cô nấu theo miền của cô Rạch Giá. À, người Rạch Giá. Miền Rạch Giá thức ăn khác với chỗ khác, cái nào cũng là phở, cũng mì, cũng hủ tiếu. Dạ, nhưng mà cái đem đến nó khác chứ sao? Khác như thế nào? Ví dụ như ở trên thì Sài Gòn giá hơi lạc. Cô thì giống như cô lai xào, cô nấu nó giống như không biết sao. Đậm đà hơn. Nhưng mà thường thường người ta nói là nếu mà đối với khách ngoại quốc đó, ăn nó phải lạc một xíu, trong khi mình lại nấu đậm đà. Nó cô không có đậm đà lắm, nhưng mà nấu khách nó thích. À. Cũng cảm ơn đó là Minnesota, cô nấu 21 năm. Hồi đó cái chỗ nhỏ của cô có 14 cái ghế. Chỗ nhỏ của cô ngay ngang cửa. Cô là người chủ ở đây? Tôi là người chủ, mà giờ tôi về hưu rồi, cô có giao lại cho con. Nhưng mà cô cũng tích khe đây mỗi ngày. Bây giờ cô có thể cho phép vào trong quay trong cảnh nhà bếp mọi người sinh hoạt được không? Nếu như chú muốn, nhưng mà chú không có nói trước thì đấy, chú muốn không? Không sao, không sao, cái đó nó tự nhiên hơn. Có liền phải không? Mau quá, có liền. Order chưa đầy 5 phút thôi. Chưa đầy 5 phút là có liền. Bao nhiêu waiter, waitress ở đây? Mười mấy người luôn. Một cái dĩa cơm, tấm, bì, sườn, chả, trứng, 7.50. Có chén súp, quá rẻ luôn.
nước mắm dịu dàng lắm, húp luôn còn được, nó không có mặn cát, ngon. Ồ, ăn thử miếng sườn. Nó ngọt đậm đà từ ngoài vô trong, mềm mại, juicy. Ngon quá, ngon. Cái bì thơm, mùi tính rõ ràng thơm. Đã miếng chả. Vừa ăn đậm đà, ngon. Cái này là cơm rau xào. Nói chung đó, ở Quang Restaurant không phải là bán những món như là canh chua, cá kho tộ hay là thịt kho dưa giá. Những món ăn rất bình thường của Việt Nam, trong đó có cơm nè, có bún nè, có bánh hỏi nè, có mì, phở. Nói chung là những cái món ăn rất là bình dân, bình thường. Nhưng đã được tặng là the best restaurant in Twin City, in Minneapolis, in Sample, in Minnesota. Bất ngờ, đây là một tiệm ăn của người Việt Nam và đã được khách, không phải tại địa phương người Việt Nam, mà những người ngoại quốc đến đây ăn rất đông, là tại vì giá cả rất phải chăng. Và đặc biệt là thức ăn hợp khẩu vị với người ngoại quốc cho nên rất đông. Nhìn quan cảnh tự nhiên, phần lớn coi như là 60-70% người đến ăn ở đây phần lớn là người ngoại quốc. That's wonderful one. Big surprise. Chị Duyên đây là người mới vào học trường dạy nghề ở đây đúng một tuần lễ. Và chị đã tới giờ đi về. Đồ nghề mới lấy vô phải không? Dạ. Ở lần nữa. Không gọi em mình chú. Mới vô còn đúng. Làm đi. Chị chưa học cắt móng tay. Nhưng mà hồi đó trong gia đình chị có cắt móng tay cho ai chưa? Tự mình có. Có cắt tay cho con cái chưa? Chị có con chưa? Mấy đứa? Hai đứa. Hai đứa? Bao lớn? Đứa 18, đứa 12. Chị cắt tụi nhỏ 18 năm nay rồi. À không, em chỉ cắt lúc bé thôi à. Lớn lên là tự cắt. Bây giờ coi như tôi như con chị đi. Học nail là học như thế nào? Học tốt nghiệp luôn hay là sao? Dạ, tốt nghiệp luôn. Như vậy một khi mà tốt nghiệp là bao lâu? Dạ, khoảng chừng 2 tháng rưỡi, 3 tháng. 2 tháng rưỡi hay 3 tháng. Rồi nếu mà... Au! À. Em không có móng tay, em cắt da của anh rồi. À, nếu sau khi tốt nghiệp xong về lớp làm móng tay thì em làm ở đây hay em được giới thiệu đi nơi khác? Thì cô giáo sẽ giới thiệu em. Ô! Anh nói gì giỡn à? Em chưa bấm mà. Không phải, giật mình. Tại vì anh nhát lắm, phụ nữ mà cầm vô tay là rung á. Ô! Tại vì nó lục lên sao? Tại nó lục lên sao? Làm giật mình hoài vậy? À, em biết trong trường này dạy bao nhiêu ngành nghề? Em chỉ biết ngành nail. Cô giáo đây em biết facial. Ngành nail với lại? Tóc. Tóc. Thì em biết em làm nghề này em sẽ có thể bị bệnh gì khi nó còn không? Em sợ không? Sợ nhưng mà nghĩ bịt khẩu trang vô chắc là cũng một phần. Vì tại từ nãy giờ sao em không bịt khẩu trang đi? Em có đụng tới thuốc đâu. Em đụng tới người anh rồi. Con người anh là con người bệnh hoạn không có biết không? Nói chơi cho vui, thật sự thì đây là một sự hết sức tình cờ. Việt Thảo và Vân Sơn ngày đầu tiên đến với Minnesota thì chúng tôi đi vòng quanh các khu phố Việt Nam và nghe nhiều người nói rằng đây là một trong những trường dạy nghề rất tốt và có uy tín ở tại Minnesota. Cậu đã tiếp đãi tôi như là một professional, một người chuyên nghiệp. Em tính bao nhiêu tiền, nói thẳng Duyên. Hay là em muốn bất cứ cái gì anh Thảo sẵn sàng dâng hiến cho em hết luôn. Không, em không dính tin, không tính tiền anh Thảo đâu. Mà với là học viên trong trường này thì không thể nào nói tính tiền với khách. Nhưng mà người khách có quyền gửi tiền tiếp cho em hay là gửi tiền thưởng. À, anh thì không có mang tiền, nhưng mà anh Vân Sơn có. Anh Vân Sơn. Như thế này. Dạ. 5 đồng. Đối với em anh không biết nhiều hết. Nhưng đối với anh nó là không có ý nghĩa do tại nó là tiền của người ta, không phải tiền của anh. Cảm ơn em. Dạ xin cảm ơn. Đây là những người mà bước vô cái ngành nghề làm nail. Biết rằng cái ngành nghề làm nail này sẽ có hại cho sức khỏe. Nhưng vẫn bước vô làm để chi? Để kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì? Thứ nhất là lo cho gia đình mình ở bên này. Lo cho con, cho cái.
biết bao nhiêu bác sĩ, kỹ sư đã thành tài vì những người mẹ, những người chị làm neo mà ra. Biết bao nhiêu là gia đình tại Việt Nam của mình đã nhận được những đồng tiền cho những người chị em làm neo mà ra. Giúp được cho gia đình bên này, giúp được cho con cái thành tài, giúp được cho gia đình tại Việt Nam, giúp được cho đất nước Việt Nam. Đây là những người mà Vân Sơn kính trọng. Neo, 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 làm neo tay phải khéo. Lần thứ hai trở lại Minnesota làm tài liệu, phải ghé cho bằng được ở Tài Hòa Tôn Thọ Tường để ăn được cái món heo quay, tại vì heo quay rất là ngon. Tài Hòa Tôn Thọ Tường, Tôn Thọ Tường là ở quận 11 ở Sài Gòn. Dạ. À, con đường Tôn Thọ Tường, nếu quý vị nào có nhớ đó, là con đường đó là con đường nổi tiếng về heo quay vịt quay. Và con đường Tôn Thọ Tường đã dời qua tới bên này. Ý muốn nói là cái tỉnh heo quay ở Tài Hòa, Tài Hòa Barbecue ở tại Minnesota này nè, là chánh gốc từ Tôn Thọ Tường gia truyền, cho nên rất là ngon. Cái này mình không phải quảng cáo. Được. Rõ ràng không phải quảng cáo, ngon thiệt. Cho nên Việt Thảo muốn nhắn với đồng bào ở tại Minnesota hay là miền Trung Tây Hoa Kỳ, ở các vùng phụ cận, khi có dịp đến Minnesota nhớ ghé ngay Tài Hòa Tôn Thọ Tường Barbecue để mua heo quay, nhưng mà nhớ phải order trước. Đúng rồi. Tại vì sau cái show kỳ rồi, Dân Sơn Minnesota vừa dứt xong thì bà con túa ra ngày hôm sau đến Tài Hòa Tôn Thọ Tường chửi quá trời luôn, tại vì không có heo để mà ăn. Số điện thoại là gì? 651-298-8480, như gọi trước khi đến order nha. Bây giờ mình phải vô liền. Dạ, ăn liền thôi là hết heo quay. Yes, 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 yes. Let's go. Bán hết rồi. Giờ này chưa tới 12 giờ nó hết rồi. Yeah, nói chuyện một ngày bao nhiêu con mà không đủ luôn á. Về đây bán xong rồi, về chưa về rồi đâu bán nữa. Rồi, chặt, 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 chặt. All right, good, 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 good. All right, good. Ha ha. Cái dầu giấm à? Bánh bao nóng nè, vịt phá lấu nè, dưa leo nè, ớt, rau, đủ rồi. Một bữa ăn rất là thịnh soạn. Rồi, bạn con. Heo quay nha. Hú quá, ngon. Cái thịt thấm cho tuốt bên trong luôn. Nhớ nha, đến Minnesota phải ghé Tài Hòa Barbecue Tôn Thọ Tường. Số 1 luôn. Chúng tôi thấy từ phía xa, ở tại công ty MME, right? Công ty MME do người Việt Nam làm chủ, mà chúng tôi biết được rằng đây là một công nhân của cái hãng này trước kia. Chỉ là một người thợ rất bình thường, có thể vào từ quét dọn rồi lên thợ, và bây giờ đã mua lại công ty, làm chủ công ty. Đây là gương thành công của người Việt tại Minnesota, mà chúng tôi biết ông ta tên là Liên Quê. Từ xa ở phía bên hông đó, thì có lẽ đây là giờ lunch của công nhân. Chúng tôi nghe anh em la lên vui vẻ là Vân Thân, Sơn, Việt Thảo ơi. Chỉ biết được đây là một người Việt thành công nhất tại Minnesota. Yes, let's go. Way to the front office, please. Way to the front office. Who is Way? Way is the president of MME. Oh, Way. Okay. Đó là ông Liên Huê. Liên Huê là president của MME, và người Mỹ gọi ông ta là Way. All right, that's good. That's a good name. Well, thank you so much. Nice. Oh, yeah. Wow. Xin lỗi. Chào anh Việt Thảo. Đây là anh Liên Huê. Liên Văn Huê. Yeah. Liên Văn Huê là president của MME. Yeah. Anh Liên Huê có thể cho biết là cái công ty của mình làm về vấn đề gì và tụi này có thể vào xem được hay không? Dạ, yeah, được anh. Công ty thì từ xưa tới nay làm rất nhiều về aerospace, những cái bộ phận nhỏ trong cái bộ não của máy bay. Anh Liên Văn Huê vào làm với hãng này từ năm nào? Năm 1983, đã 27 năm với lại 3 ngày rồi. một cái người thành công, cái này cho thấy đó cái sự thành công của một người. Một người thành công, thành công không phải chỉ vấn đề công việc không, không phải vấn đề giờ giấc không đâu, ngay vấn đề tỉ mỉ. 3 ngày cũng được kể vào 27 năm. Khi mới vào, anh làm cái khởi đầu công việc ở đây là gì? Thật sự thì tôi tốt nghiệp Chuandai
Có thể nói là người xuất sắc nhất trong lớp. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì rất khó kiếm công việc. Thì tôi đã kiếm gần 6 tháng trời thì không ai rồi hết. Thì cái hôm đó là hai chỗ mà rồi một lượt, thì tôi chọn cái chỗ này. Tôi là cái người mà involve từ đầu chí cuối, mà từ thấp tới cao. Dạ. Bây giờ tôi vô máy, tôi làm program, tôi làm gì cũng được hết á. Wow. Những cái máy móc này đây thì nó có cái đặc biệt là nó làm những cái đồ cao cấp. Dạ. Cái đồ mà nó có cái tolerance rất là chặt, chứ không phải những cái máy thường. Ở đây những cái máy này, thí dụ cái máy này tôi có thể mua một cái máy giống nhau, giống như vậy mà chỉ nửa giá hoặc là 1/3 giá thôi. Nhưng mà chúng tôi chọn những cái máy này là tại vì cái chất lượng rất là cao, nó giữ được cái độ chính xác rất là cao, thành ra những cái máy này là những cái máy đặc biệt. Thẳng luôn, lốt thẳng luôn, cứ để lên vậy. Vì cái thanh sắt á là lốt luôn hết mấy chục cây gì đó. Dạ. Xong xuôi tự động máy chạy vô, bây giờ một cái mặt lọt ra, một cái mặt sau lọt ra, sẽ có lọt ra thôi. Đây, tấm lên cho mình. Ok. Đó, cái bạc là như thế này. Nhớ kỹ đây là thép nha, đây là thép chứ không phải nhôm. Cho nên nó khoan, nó làm rất là tỉ mỉ và cái độ chính xác coi như hoàn hảo luôn. Và một cái tạc khi rớt ra, người nhân công phải ý là để bên ngoài. Bây giờ một cái dấu mẻ nhỏ, một chút sờn thì người ta cũng không nhận. Đây là những cái tạc rất cao cấp do những bộ phận của Peter. Oh, that's cool. Mà mấy cái sắt dụng, nhôm dụng là bán cũng mấy trăm ngàn đô á. Đồ dụng mà bán bỏ đi là mấy trăm ngàn đô la. Oh, wonderful. Bây giờ lại xin cái đồ bỏ của anh thôi, mình sống được rồi. À, bây giờ như vậy, đúng rồi, bây giờ điều. Bây giờ đó, anh có công ty làm rồi. Yeah. Cái này bỏ nè. Thôi thì cho tụi này đi, tụi này đem bán. Cười. Dịch Thảo, cái tay hồi nãy bị dính dầu. Dạ. Gái thì cái tiếng Việt chỉ hiểu thôi, mà nói thì nói tiếng Anh. Nhưng mà con gái của anh nghe tiếng Việt hiểu không? Yes. Yes. I asked him retire, let you take over the company. How do you think about that? Not yet. I'm still very young. I have a lot to learn from my dad. Chưa đâu, chưa có nghĩa là sẽ, tức là in the future she will be the president, right? Bởi vì đó, còn trẻ và phải cần học rất nhiều từ người cha. She proud about her daddy, right? Yes, very. Yeah. Như các con cháu bây giờ, nhưng mà họ có một cái chí hướng, họ có một cái sự thúc đẩy, mà họ có cái dìu dắt. Thì riêng cá nhân tôi believe cái generation second or third gonna be more successful than the first. Có một cái hay là chú Huê đó rất là trọng dụng tài năng trẻ, và chú lúc nào cũng ủng hộ 100%. Rồi để cho mình tạo cái công việc mình nó tốt đẹp hơn. Từ nãy giờ thì những cái câu chuyện mà chúng tôi đối thoại với nhau, đàm thoại với nhau trong khi đi thăm viếng cái công ty của MME, của chú Liên Văn Quê, của anh Liên Văn Quê, thì hãy để cho các bạn trẻ, hãy để cho các bậc cha mẹ, hãy để cho những người con cái suy nghĩ, tìm hiểu và để xem mình chọn một cái hướng đi, một cái lối suy nghĩ và một công việc cũng như cách đối xử với nhau giữa cái quan hệ trong gia đình, đối với xã hội và trong công việc như thế nào, để chúng ta có một cộng đồng Việt Nam vững mạnh với những người trẻ thành công khắp nơi trên toàn thế giới. Đó là điều chúng tôi mong muốn như vậy. Cảm ơn anh Liên Văn Huê rất nhiều. Yeah. Đúng rồi. Lâm, cảm ơn anh. Yeah, cảm ơn. Yes. Dạ. Yeah. Manager. Khi Trung tâm Nhân Sơn thực hiện phần phóng sự tài liệu ở tại tiểu bang mà mình đến trình diễn văn nghệ, thì không phải riêng cho người Việt Nam mà những cái gì độc đáo và đặc biệt của tiểu bang đó chúng tôi đều giới thiệu ra. Và đặc biệt tại Minnesota, một trong những độc đáo của tiểu bang này đối với dân tộc thiểu số không phải riêng Việt Nam, đó là người Hờ Mông. Thì họ cũng đến Minnesota vào những năm 1975 giống như người Việt Nam mình. Họ cũng tập trung, nhưng mà ở trên khắp các Hoa Kỳ đó không có nhiều, họ tập trung phần lớn vào Minnesota. Đây coi như là thủ phủ của người Hờ Mông, vì trên 120.000 người Hờ Mông đã tập trung ở đây. Thủ lãnh của người Hờ Mông là tướng Vàng Bao cũng đang ở tại tiểu bang Minnesota.
Có một điều là những người Hờ Mông được sự ưu đãi của chính quyền địa phương. Sự ưu đãi này có được là do sự đấu tranh của người Hờ Mông cũng như của tướng Vàng Phao, cho nên người ta được sự trợ cấp, cũng như nhiều người đã được lãnh lương hay là được sự bồi thường xứng đáng vì cái sự đóng góp của họ cùng với chính phủ Hoa Kỳ trong suốt thời gian chiến tranh. Có một điều là họ quen với cái lối sống rừng núi và trồng trọt, canh tác và đem những cái sản phẩm của họ bán ở chợ. Thì ở nơi đây, người Hờ Mông không có bán những cái sản phẩm của họ trong những cái supermarket, vì theo cái phong tục tập quán thói quen, họ thích nhúm với nhau thành những cái chợ như là ở tại nơi đây, rau cải trồng trọt ở nhà hay mua ở các nông trại về để bán. Cứ mỗi thứ bảy và chủ nhật họ tập trung buôn bán. Cho nên bán ngày thứ bảy xong là bán qua chủ nhật bán hết xong là không có bán nữa. Cho nên họ canh rất hay, làm sao để đủ mà buôn bán trong ngày chủ nhật đó hết thì là không bán nữa. Cho nên muốn đi chợ, những cái ngôi chợ của người Hờ Mông mua rau cải trái cây thì nên đi ngày chủ nhật, là tại vì cái ngày đó họ cố gắng bán tháo bán đổ cho nó hết đi, nó giá rẻ hơn bình thường. Bác bán ở đây hay đi chợ? Bác đi chợ. Bác đi chợ. Ở đây là chợ của ai? Của Lào. Của Lào, người Hờ Mông phải không? Dạ. Dạ, phần lớn là người Hờ Mông, Lào. À, tại sao phải đi chợ đây, mình không vô trong kia? Dạ, giờ trời rau cải rồi nó nhiều. Tươi, rẻ. Ngày thứ mấy với thứ mấy? Bắt đầu thứ sáu. Dạ. Làm sao bác biết ở đây có chợ bán rau cải? Ở gần đây mà. Bác ở đây bao lâu rồi, Minnesota? 15 năm rồi. Dạ. Rau muống nè. How much is this? $1. How much for onion? $1. Wow, $1. This is $1. Hi. How much is this? $1. Hầu như mỗi món được một đồng, mỗi món được một đồng. Đây là đọt bầu. Dây bầu, dây bí trồng tại nhà đem ra chợ bán luôn đọt bầu. Rất là tươi, rất là tươi. How much? $1. Cũng là $1. Đây là rau gì? Đây là rau gì mà mình đang học dịch lộn? Rau răm. Rau răm. Cộng lớn. Mùi vị hơn cái rau răm của người Mỹ trồng nhiều. Thơm, cay, đậm đà. How much you buy it? Bought some leeks and onions and green peppers. The total how much? $5. $5. Is this expensive or cheaper? Oh, cheap. Người Việt Nam là người bản xứ đi mua đó, không phải vì vấn đề là rẻ hay mắc. Thật sự nó đã rẻ rồi. Vấn đề là tươi. Mang từ trong nhà ra bán. Chưa có qua để tủ lạnh bao giờ cả, không có mất 2-3 ngày. Còn một phong tục nữa là người Hờ Mông hay người Lào á, họ trồng những cái rau cải này nè, họ trồng bằng phân tươi. Ê! Mình ăn ngon. Ăn ngon rửa. Ngon. Oh my goodness, oh my! Cho bự quá nè. Wow, trái dưa leo. $1 Dưa leo. Trái dưa leo hay người ta gọi là trái dưa chuột. Không. Cái này không phải chuột. Dưa dồi. Cái này mèo à. Dưa dồi. Trái dưa leo. Okay. 50 cent. $1. Why? No, I want to buy cheaper. $1, you're killing me. Okay, how about two? Okay. Yeah. Okay. 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 2.5 hay là 2 đồng, mình cũng trả giá chút đỉnh được. Cái cách trả giá, cách buôn bán giống hệt như là cái phong tục tập quán của người Hờ Mông hay Lào ở bên quê nhà. Ngày 26 tháng 11 nhằm cái dịp Thanksgiving của Hoa Kỳ là ngày New Year của người Hờ Mông, và các em bé đã đi mua những cái bộ thổ cẩm để chuẩn bị cho cái ngày New Year của Hờ Mông vào Thanksgiving của Hoa Kỳ, November 26. This one. David đó, hiện giờ đang deal với cái người chủ của cái tiệm làm cái papaya salad của người Mông, để mình có thể thực hiện được, thu hình được cái nơi mà bán papaya salad ngon nhất của người Mông ở tại Minnesota này, mà dám nói lại khắp nơi luôn.
người Việt Nam mình hay gọi cái món này kêu bằng gỏi đu đủ Thái Lan. Dạ, đó, cái gỏi đu đủ Thái Lan mình đã ăn rồi, mình ăn thử bên Thái Lan rồi, đúng không? Mà nghe người dân Việt Nam mình ở đây nói đó là cái gỏi đu đủ của người Hà Mông này đó ăn còn ngon hơn gấp mấy lần gỏi đu đủ Thái Lan nữa. À, thì bây giờ mình thử mình ăn để coi coi nó ngon tới cỡ nào. Ok, mình thử. Dạ. Yeah. Peanut, sugar and sugar. Aha, that's a chili pepper, pepper, yes. Let me just do regular, yeah. Nước mắm. Lemon. Lemon, chân, yes. Đậu đũa. Đậu đũa. Cà chua. Tomato. Tomato. Có hai loại cà chua khác nhau, một cái cụ là trái lớn, một cái là trái nhỏ. Mình nói cho nên nước miếng nó mới à. Cái này là cà pháo, giống cà như pháo. Cà pháo đó. Hồi nãy giờ nhìn thấy thì chưa có gì khác Thái Lan. À, cũng giống giống thôi. Xoài. À, yeah. Cái này lạ nè. Xoài chứ không phải là ấy. Green mango. Wow, this is special one. Yeah. This is special one. Yeah. Oh yeah. What's that? Mayor? Let me. Ah, good. That's good. What up, man? Right? Wow. Papaya. À, phải đưa cho thử trước, phải đưa cho thử trước. How do you feel? That's good. Cho nên mỗi một người khách khi đến mua cái papaya salad của người Mông làm ở đây, khi làm xong rồi phải đưa cho khách thử trước. Cay hay không cay, vừa chưa, nếu chưa dĩ làm lại cái đầu vừa ý là mới mất ra được. Nước miếng chảy, nước miếng đang chảy nè. Chưa, nó chảy nước miếng rồi. Nó khác với Thái Lan. Thái Lan có ba khía dầm vô, cái này không có. Là Thái Lan á, dùng cái con ba khía, đúng rồi, để mà làm cho cái mùi nó khác cái mùi ngoài tất cả nước mắm rồi ra đó. Uh-huh. Nó có mùi con ba khía, đúng, nó giống như mắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái này nó không dùng ba khía mà dùng một cái loại sauce gần giống như là mắm nêm hay mắm tôm của mình vậy đó. Dạ. Yeah. Cho nên đó, trong cái gỏi của Thái Lan đó là mình ăn có đôi khi mình cắn cái miếng ba khía mặn mặn đấy. Dạ. Yeah. Nhưng mà ở đây đó không có miếng ba khía, tại vì cái gỏi đường Thái Lan đó nó có những cái ba khía thì nó dầm ra ăn bị cắn trúng nha, dập dập. Còn cái này đó gần như là nó không có bị giống như không bị xương. Ồ, ăn rất là dễ dàng, ngon quá. Không có trung khô, không có bị trung khô luôn, không có lửa trung khô giống như thế nào. Nghe được cái mùi mắm này là có thể cái mùi mắm con ruốc, con tôm, một cái loại mắm ruốc, cái mặt mắm nêm gần giống vậy. Nhìn cách làm thì giống như của người Thái Lan. Và có sự khác biệt là cái nước sauce của nó. Can you tell me the secret of the sauce? See? She just laughed. Chỉ cười thôi. Cười một cách kinh bỉ. Hỏi một câu quá ngôn sửng. Cái secret làm sao mà hỏi được? I tell them the secret, no ask. Right? Keep secret. Maybe you don't know, right? See? Có thể là cô bé này cũng không biết đâu. Cái đó là của người lớn làm đưa ra thôi. Chứ mà biết sự việc. Cho nên cái papaya salad của người Mông mỗi một nơi có cái vị ngon khác nhau. I
ăn thử rồi thấy nó ngon lắm. Còn suốt mà hôi còn đã quá. Yes, yes. Còn tôi đây nè, đã quá. Hiện giờ thì khoảng 4 giờ sáng ở tại Minnesota, Việt Thảo, Văn Sơn và anh em Long, Sĩ, Danny và tất cả anh em đã lên 3 chiếc tàu để chuẩn bị đi ra dòng sông Mississippi. Hiện giờ thì ở trên Minnesota River. Cái con sông Minnesota, nếu mà đi ngược về hướng trên này đó là về nguồn. Bây giờ mình xuống để gặp, bắt vô cái dòng sông Mississippi. Và từ đó mình sẽ gặp hai cái thành phố gọi là Twin City, tức là thành phố Minneapolis và St. Paul, nằm ở hai bên của dòng sông Mississippi. Bây giờ đó, chưa bắt gặp cái thành phố đó, nhưng mà mình bắt gặp được cái giây phút này nó đã lắm. Lần đầu tiên thức dậy sớm đón mặt trời mọc trên con sông Minnesota, trời nó đã dễ sợ luôn. Đó, cái dòng sông nhỏ gì mà Sơn thấy không? Buổi sáng đó, cái hơi nước á nó bắt đầu bốc lên rồi, nhưng mà thời tiết còn lạnh cho nên nó bay là đà trên mặt sông, rất là đẹp. Thấy không? Rất là đẹp. Đây là cái chiếc xà lan đang di chuyển ở trên dòng sông Minnesota River và Mississippi, như là hai trục thủy lộ chính của tiểu bang Minnesota trong vấn đề di chuyển hàng hóa và lưu thông. Chiếc xà lan này là đang chuyên chở những cái băng của trung tâm Văn Sơn đi phân phối khắp nơi đó. Đặc biệt là băng lậu, mấy lần băng gốc, băng lậu nó nhiều tới vậy, dài như chiếc xe lửa luôn. Khi đến với Minnesota, có dịp đi trên dòng sông Minnesota River hay là Missouri, Mississippi, hãy tìm cái cảm giác của buổi sáng trời mát lạnh, chụp cái màn lại. Oh, beautiful. Ở phía trên á, thượng nguồn mình đi theo dòng sông Minnesota, tức là Minnesota River, xuống tới đây đó, gặp đây cái ngã ba. Ở trên đây là dòng sông Mississippi bắt xuống, nhập vào và đi thẳng xuống dưới kia là Mississippi, đổ ra dịnh mẻ tê cơ. Còn mà trước một cái ngã ba sông, giống như là một ngã ba đường vậy đó. Bây giờ hai đường đi không biết chọn đường nào, không biết mình nên thẳng hay mình nên bóng. Câu con catfish hả? Cái này catfish được, còn câu những con cá khác cũng được. Bằng màu gì? Màu đĩa. Con đĩa. Ao nó lạnh quá. Đây là con đĩa. Ăn được không? Ai biết, thử đi. Nè con đĩa sống nè. Nè nè nó cứu nó, con đĩa sống, con đĩa sống. Móc ở đâu? Móc đại ngang phải. Móc ngang đại phải không? Móc đại gì? Đó, móc thêm quắn thêm vòng này. Ôi trời, nó cuốn lên nó nhấc cháy con đĩa. Đây là con đĩa, con đĩa này nó cắn ta chứ không? Nó đeo hút máu không? Ở giờ không có. Đĩa này không phải giống như đĩa Việt Nam. Chứ không nổi da gà. Cá nó đang ăn, đó, nhẹ lắm. Ngộ lắm cái cảm giác mà khi cá mà đang ăn á. Ở đây mình nín thở theo, mình không dám động đậy. Dính rồi. Đó. Đúng không? Đúng hiệu không? Đúng hiệu không? Đúng rồi. Đúng hiệu rồi. Mày phai với tao hả? À. Cái này là này có giấy cây xanh rồi. Cái này là mới có chừng 16 tuổi rưỡi à. You too small baby. Bây giờ cái này bắt không nè? Bắt chợ đó nấu canh chua được hả? Canh chua được rồi phải không? Được. Lấy đồ hướng. Một con nữa. Một con canh chua, một con kho tậu, bây giờ kiếm một con nữa chiên xù. Nó đi ngang nó dướng dây không biết được. Dính rồi. No. Dính rồi. Đây đây, dính cá. Wow, hay. Thảo hay. Cốt. Catfish nhỏ xíu à. Catfish nhỏ xíu à, bởi vì nó ăn rất là nhẹ. Thì khi con cá này nó ăn nhẹ quá, mình không biết, nó ăn sâu quá. Thì bây giờ sâu quá chỉ còn cách đó là mình dùng cái kềm, mình kẹp cái lưỡi câu mình mở. Sâu nó còn một cách nữa, dùng cái cây như là chiếc đũa chẳng hạn, hay là như cây này, mình toạt sâu vô trong miệng. Rồi,
cầm sợi dây quay, thì quay vòng tròn á, cá sút ra. That's it, easy. Khi mình lên một chiếc tàu chạy trên dòng sông Mississippi hay là Minnesota River thì cái cảm giác là một buổi sáng tinh sương, trời mát lạnh. Rồi ngồi ở trên tàu dọc theo hai bên bờ sông, cây cối rất xinh tươi, đẹp. Mình câu, enjoy cái đời sống, life, natural. Cái đó làm cho mình quên đi những cái mệt nhọc hay những cái gì phiền phức ở trong cuộc sống hiện tại. Ok, khi mình tới cái đập đó, để mà mình sang cái vùng nước cao hơn mình đi, thì mình phải vào trong một cái nơi để mà nó đưa mình tàu mình lên cao mình mới qua được. Thì ở trên đó, người ta thấy mình đến, mình phải giật cái dây. Giật cái dây thì báo người ta biết là mình muốn qua. Trong thường người ta tưởng mình đi vòng vòng để câu thôi. Yeah. Giật một cái thì nó mở cho mình qua, còn giật ba cái á là lấy đá là liệt xuống. Giờ mình đi kiếm vô mình trốn. Khi mình kéo dây rồi đó thì ở trên kia nó biết, và nó hiện giờ mình thấy trên đó có cái đèn đỏ chớp chớp, cho nên mình phải chờ khi nào cái đèn xanh bật lên thì mới được đi, giống như xe cộ thôi, lưu thông. Đèn xanh thì chạy, đèn đỏ thì ngừng. Đó, cái cửa nó mở ra đó. Bây giờ hiện giờ nước á, nước bên đó nó chảy qua cái mặt nước đã bằng với mực nước bên này rồi, thì cái cửa mở ra để cho tàu mình đi vô. Tàu vô xong nó đóng cửa lại, lúc đó nó bơm nước cho đầy vô để cho cái chiếc nó nâng chiếc tàu mình lên bằng với mặt nước bên kia, lúc đó tàu mình mới chạy ra. Tức là mình đang đi ngược lên dòng sông Mississippi về thượng nguồn. Hiện giờ thì tàu của mình đã vô ở trong cái hộp rồi. Thì sau khi vô hộp rồi đó, ở bên đây bắt đầu đóng cửa lại, lúc đó nó bơm nước mình dâng lên cao, mình phải chờ một thời gian. Mỗi một chiếc tàu đó nó thả xuống hai cọng dây như thế này để cho mình vịn ngoài trước và sau, giữ cho chiếc tàu đừng có bị trôi tới trôi lui. Tại vì khi cái lượng nước nó xả lên đó nó nhiều lắm, làm cho chiếc tàu bị trôi. Thành ra khi mà lượng nước vô nhiều, chiếc tàu nâng lên rồi, lúc đó mình cái cửa kia mở mình mới đi ra. Cho nên cái dây này mục đích là giữ cho chiếc tàu nó không bị trôi khi mà mực nước nó dâng lên. Thêm một cái đó là cái dây này á, là mỗi một cái tàu là đầu nhận chiếc, đuôi nhận chiếc. Mà tàu đi nhiều lắm, thành ra nếu mà cái tàu mà nước mà nó xả qua cái tàu mà nó chìm á, cũng còn hai người còn sống. Bây giờ mình đã tới khu vực downtown của Minneapolis, một trong hai thành phố, một trong cái Twin City ở tại tiểu bang Minnesota. Đây là khu vực của University of Minnesota và Medical Center của Minnesota chung với nhau. Nơi đây có cái rạp Nọt Pháp mà Trung tâm Văn Sơn sẽ thực hiện thu hình ở tại đây với chủ đề là huyền thoại. Còn nguyên cái phía trước đây đó là khu vực của cái thành phố Minneapolis, một trong cái Twin City của Minnesota. Bây giờ đó mình đi qua một cái hồ, một trong hơn 10.000 cái hồ của Minnesota. Hồ này là Minnetonka. Phần lớn những cái tên gọi thành phố hồ của Minnesota cũng bắt đầu bằng chữ mini. Mini có nghĩa là nước, theo cái tên gọi của thổ dân, cái thổ ngữ Dakota. Ở bên đây đó nó có những cái loại cá và nước thì nó sạch hơn ở trên dòng sông, cho nên người ta tắm biển rất nhiều, đi chơi thuyền rồi trượt nước, jet ski chẳng hạn. Và nước bên đây tắm tốt hơn cho nên người ta thích bên đây nhiều hơn. Nếu mà bình thường mà mình có không có bận biểu công chuyện nhiều á, mình lên tàu kiếm mồi rồi đang ngồi thả câu ăn uống từ sáng tới trưa chiều tối, cái dòng sông rất là hiền hòa mà đầy đủ các loại cá để enjoy. Con này quá bé. Cái này giật cái mang luôn nè. Chơi kiểu kỳ vậy. Chơi kỳ á. Cái con cá này á mình nó bơi ngang cái mình giật nó không dính ngay miệng. Mà nó dính ngay cái mang nè. Hay là con cá này tự tử. Con cá này là có đầy dưới này trơn, giống như con cá rô Việt Nam vậy đó. Câu chơi vui thôi. Còn nếu mà muốn bắt về ăn á thì cũng được. Giật ra. Dính nè. Cái cần nhỏ xíu à. Nè. Ý, sân phiết. Có bắt không bỏ? Bắt không bỏ? Bỏ hả? Cái này nếu mà có trẻ em, con nít, gia đình đi, you should have fun.
Right, rất là vui luôn. Xuống tắm được, nước sạch, nước trong, rất an toàn. Không có cá sấu. Con bự. Ôi chà, anh mệt dữ rồi. Cái đây Mỹ. Con này mà nó đâm một cái là có chuyện liền đó nha. Nhất là 3 ngày 3 đêm á. Alright, cá trê vàng Việt Nam. Nó lạc từ bên Việt Nam qua Mỹ. Quay Big one, the big one. Oh yes, oh yes. Finally. Đứt dây bây giờ. Nắm miệng, nắm miệng, nắm miệng. Oh shit. Được quá. Finally. Oh yes. Oh, oh wow. Đó, chụp hình đi. Oh yeah. Big mouth. Thường thấy cái giày đó nó đâm vô á. Dạ. Oh yeah, finally. I get it. Trời, nặng à, nặng dữ à. Nè, thả nè, hung thả nè. Không thả. Ở đây có nhiều con cá rô á, nó cứ rỉa mà cái con nào mà nó kéo từ xuống phao mà lúc xuống luôn là ảnh rồi đó, giật chính. Ôi cha đó, bởi vậy tại sao bà đi câu? Sau khoảng một tiếng đồng hồ từ lúc sáng sớm đi ra thì nó tùy địa điểm, nói chung thì cá nó nằm khắp nơi trong hồ đó, nhưng mà nó thường tụ vào những cái góc bóng mát hay có gốc cây hay là cái cầu tàu thì mình thả ở đó mình câu sâu cũng được, câu cạn cũng được. Nếu mà câu cạn mình câu phao thì khi mà thấy cái phao mà nhấp nhẹ nhẹ đó thì thường mấy con cá rô nhỏ nó lên rỉa mồi nó ăn, còn khi mà nó chụp cái phao nó kéo luôn xuống chìm là bass, là big mouth bass. Alright, bây giờ mình đây là con cá ở hồ, mình ăn thử coi cái thịt nó như thế nào, nó khác với cái con bass ở chỗ tiệm nó bán hay không. Alright. Oh cool man. Chưa cập lên nhiều nước miếng vậy. Ok, phải cảm ơn Hoàng ha. Sáng nay đưa tàu đi chở anh em đi câu bass. Long chở anh em đi sông ngòi. Mississippi. Khó lắm á, khó được Hoàng chở đi lắm á. Hoàng thường là chở gái đi rồi. Không à. Ê bậy. Trước giờ có ăn gì không? Dạ không á. Đầu tiên phải không? Nghe sao cảm giác sao? Lạ vậy thôi. Nhưng mà nó có tanh hôi gì không? À, không. Ngọt hơn bò. Mà cái mình nó, cái thịt nó mịn hơn. Bò nó có sợi dai. Thấy không? Nó rất ngọt. Không? Ăn đi, ăn cá không được. Thử nữa. Nhưng mà đó giờ ăn không được Thảo. Ăn hói, Không, ăn chó mà. Ăn hỏi luôn. Anh nói tôi quay. Hỏi luôn. Tôi muốn nói mà. Nè, hả miệng ra. Hả miệng ra sĩ. Thử. Thử không? Thử đi, thử không? Đó nhà thử coi. Good. Chấm với cái gì đó. Chưa bao giờ ăn cá phải không? Chấm với gì đó. Nhưng mà dao này quay nước, tiếp tục nhai nuốt nha, không được ngã nha. Sốt ngon. Nuốt. Nuốt không, không có quay, nuốt. Nuốt xuống. Nhai nuốt. Good. Sài Gòn nhỏ đó, đây là chủ nhiệm là chị Hoàng Dược Thảo. Là tại Cali. Thì trong tại Cali có ấn hành 26 tiểu bang thì Minnesota là một trong 26 tiểu bang.
của hệ thống tuần báo Sài Gòn nhỏ. Ở Minnesota chỉ có một tờ Sài Gòn nhỏ này thôi, hay là ngành truyền thông còn có những gì khác nữa? Trong ngành truyền thông báo chí ở đây thì cũng có nhiều tờ báo khác, như tờ báo Ngày Nay, rồi trong đó sau đó có tờ báo Thế Hệ Mới. Nhưng mà sau này hiện bây giờ thì còn chỉ còn Sài Gòn nhỏ. Tại Minnesota thì theo tôi nghĩ thì báo không phải là duy nhất chỉ một mình tờ báo Sài Gòn nhỏ. Nhưng mà hiện nay, bây giờ thì Sài Gòn nhỏ là được tất cả các thân chủ quảng cáo để mà chúng tôi tiếp tục được sống tại tiểu bang Minnesota này. Lý do là chúng tôi không có lấy phân hoặc chúng tôi lấy tiền ở đâu, bất cứ ở đâu. Tờ báo này tất cả là sống nhờ vào quảng cáo của tất cả các thân chủ. Như vậy thì cái tờ Sài Gòn nhỏ ở Minnesota này là tờ báo bán hay tờ báo tặng? Tờ báo Sài Gòn nhỏ tại Minnesota chúng tôi cho free. Chúng tôi không có bán, cho free cho tất cả mọi người. Và chúng tôi phải đem đến rất nhiều địa điểm để thuận lợi cho đồng hương tại Minnesota để nhận được tờ báo thật là dễ dàng. Sức bật vậy đó mà ta chưa lấy coi nữa đó. Trong 12 năm anh làm giám đốc cái tờ Sài Gòn nhỏ của Minnesota, thì cái tờ Sài Gòn nhỏ của Minnesota mình đã làm được cái gì cho đồng hương Việt Nam ở tại thành phố Minnesota, tại tiểu bang Minnesota? Tờ báo Sài Gòn nhỏ lúc đầu trở về đây chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn, vấn đề tài chính kinh tế để mà ấn hành cái tờ báo tại Minnesota. Chúng tôi vượt qua được giai đoạn đó là nhờ sự cố gắng, và chúng tôi cũng ráng phục vụ hết sức mình về vấn đề mang tờ báo đến cho các đồng hương. Và trong đó chúng tôi có những cái tin tức địa phương, và chúng tôi cũng có những cái phục vụ trong cái cộng đồng người Việt để đáp lại cái tấm lòng của người Việt, độc giả người Việt tại Minnesota và các thân chủ. Thì chúng tôi cũng có làm những cái chương trình để mà có lợi cho cộng đồng, hoặc là có những cái chương trình khi mà cần đến cho tôi, riêng cá nhân tôi cũng sẵn sàng để mà giúp đỡ cộng đồng. Thì ngược lại thì tôi được cộng đồng giúp đỡ và ủng hộ tờ báo liên tục. Cái tờ báo này help anh được nhiều mặt ở trong cái đời sống, và qua tờ báo này anh cũng giúp ích cho cộng đồng. Anh có một lời nói gì đối với đồng bào tại Minnesota? Có những thân chủ tôi biết ta không cần quảng cáo nữa nhưng mà vẫn ủng hộ chúng tôi để quảng cáo trong tờ báo liên tục gần 10 năm nay, thì chúng tôi rất là chân thành cảm ơn quý vị đó. Nhưng tôi nghĩ rằng một tờ báo hay là một phương tiện truyền thông ở tại một nơi nào đó là nhịp cầu giữa các cơ sở thương mại với là người Việt, cũng như giữa người Việt với nhau, để cho sinh hoạt của người Việt Nam ở tại nơi đó phong phú hơn, đa dạng hơn. Một tờ báo hay một cơ sở truyền thông có thể tồn tại được là phải được sự hỗ trợ không phải từ những cơ sở thương mại mà ngay tại từng cá nhân một của những người Việt Nam ở tại cộng đồng đó. Từ đó tờ báo được sống bền, vững mạnh, và cái nhịp cầu gắn liền giữa từng cá nhân và các cơ sở thương mại cũng như mọi người trong cộng đồng đó được thắt chặt và càng đi lên hơn. Cảm ơn anh Sĩ. Cảm ơn anh Thảo. Cảm ơn. Đến với Minnesota phải đến Mall of America, the largest mall in America. Đây là cái mall lớn nhất của nước Mỹ, lớn đến độ là 32 chiếc Boeing 747 có thể đậu liền cánh nhau, chưa hết trong chỗ này. Yeah, lớn cái nào? Lớn cái nào? Lớn tới cỡ mà 7 cái sân football của Yankee đó là có thể là đựng được trong này luôn. 520 cửa hiệu hàng hóa, hàng hiệu nổi tiếng, nhà hàng, food court, ăn uống vui chơi. Còn cái gì nữa? Còn dữ dội nữa. Có nhà băng nè, còn có trường đại học nè, còn có nhà thờ nè. Làm lễ cưới được luôn. Đầy đủ trong này hết. Yes, còn nữa? Còn cái gì nữa? Còn cái gì đặc biệt nữa? Còn cái gì đặc biệt? Quần áo, giày dép nó mua không có tốn tiền thuế. Không đóng thuế, đặc biệt tại Minnesota. Và cái số người đến đây hơn 20 triệu lượt người đến hàng năm. Có thể nói là tổng cộng cái số du khách đến với Mall of America nó nhiều hơn là đi đến Disney World ở Florida cộng chung với Grand Canyon, hợp lại vẫn không bằng ở đây. Đông đến độ như vậy, khắp nơi về đây. Cho nên đến với Minnesota là phải đến với Mall of America.
Bởi vì Mall of America sau khi mà open đó là thay đổi cả cái bộ mặt của cả tiểu bang Minnesota. Yes, let's get in and enjoy it. Go, 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 go. Hey, we are kids. We are kids now, we are kids. Go to Mall America Aquarium, right? Underwater Adventure Aquarium. Go, here we go. Yes, yes, yes. Bye. Rùa. Please don't touch the animal, con rùa. Nè, con bạn. Look, we bite. Oh. Nó cắn, con rùa nó cắn. Cho nên con nít khi vô đây chơi gặp những con rùa đừng có đưa tay vô nó cắn. Thọn tay vô nó bay. We bite. Oh, oh my goodness. Oh, trời ơi. It's real, no. That's a real one. Real it one. Yeah, yes, real. The oh, real, man, one. Real one. Oh my goodness. Con gì vậy? Con rùa. Phải không? Con rùa. Ôi trời ơi. Nè nè, nó xem lên nè. Lần đầu tiên thấy con rùa này. Ha. Lần đầu tiên thấy con rùa này. Lạ quá, tưởng wow. con giả. Ừ, giống như cục đá làm đá làm như này vậy. Snake là now the snake. Con snake. Yeah, con này ăn ngon lắm. Trong này đó nó có những cái con cá mà lớn lắm. Cá shark, cá voi, cá gì, nghĩa là nhiều con bự. Có khi nó đi ngang ở trên đầu mình đụng nó sát được luôn. Ha, để mấy hình đó đó. Stingray. Stingray. Oh man. Ê, con này con gì? Con mẫu dài dài con gì? Con này là con không? Ấu cục thì là con cá. Biết con cá rồi. Alligator gar. Alligator gar. Alligator. Alligator gar. Này đi về cái tay super mạnh mình chứ. Cá mập hả? Cá mập hả? Nó được coi như là underground adventure aquarium, tức là một cái nơi mà nuôi những cái động vật dưới biển ở dưới đất lớn nhất của nước Mỹ luôn. Oh, wonderful. Nè, we got, oh, sát một bên nè. Yes. Oh. Ừ. Ở đây đó mình thấy những con cá, những con cá đủ loại khác nhau, không biết tên, không biết họ. Easy. Look at here. Tiger, freshwater stingray, arapaima, tức là tên loại cá, xuất xứ, nó sống nước ngọt, nước mặn như thế nào, nó có nói rõ hết. Cho nên trẻ em khi vào với aquarium ở tại Mall America hiểu biết thêm về các loài động vật sống dưới biển, biết một cách rõ ràng và chi tiết, và mình có thể sát một bên gần như có thể đụng được. Oh, it's wonderful. Trong khi cha mẹ đi shopping, con cái có thể đến đây để mà chơi. Yes. Bây giờ mình đã luôn phải không? Đã không? Oh. Mình còn mê nữa, đừng nói chi con nít. Những cái con mà green swordfish á, những con cá xanh mà cái mỏ dài giống như lưỡi kiếm á, là vào năm 2005, tháng 9 năm 2005, nó đã đi 42 tiếng vượt qua 11.000 mai từ Australia đi qua đây, 42 tiếng đồng hồ và 11.000 mai. Mình có thể xuống sâu dưới lòng biển, xuống sâu dưới đáy biển, nhìn thấy những con cá đủ màu sắc bơi lội mà không cần phải mang đồ lặn. Các trẻ em sẽ gần gũi với loài vật dưới đáy biển hơn bao giờ hết ở những aquarium. Oh, that's wonderful. Nếu đến với Mall America mà không đến với aquarium là một điều thiếu sót. Yeah. Do you
jellyfish. Fly, fly, follow the music, follow the music. Make you go crazy underwater in the ocean. See, I told you. A lot of different and wonderful and attractive things attract you in aquarium. Cho nên mình không thể trong một cái phần ngắn ngủi của cái aquarium tại Mall of America mình có thể nói chi tiết hết tại những loài động vật sống dưới biển. Hãy vào trong này đi, nó có đầy đủ information, những cái chi tiết để mình biết hết tất cả những động vật đó. Wonderful. I like it. Cái Mall of America nó nằm kế bên sân bay của Minnesota luôn. Dạ, MSB, phi trường MSB. Dạ, tức là xuống sân bay. Minnesota, Minneapolis and Saint Paul. Đúng rồi. Airport. Dạ. Dạ. Xuống sân bay đi taxi qua 5 phút là tới liền. Yes. Thế giới cho trẻ em, Disneyland, Magic Mountain, Knott's Berry Farm, SeaWorld, everything here in Mall of America. Look! Yes! Đáp cái gì? Đáp cái gì? Đáp cái gì? Đáp cái gì ạ? Oh yeah! Bao được ghé nên lên nhà mãi với công trình. No, mommy! 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 Chờ chờ cái đó đó. Rồi. Ê. Đừng có vụ, đừng có vụ, đừng có vụ. Yes, we know. Nghe nó chạy cái gì? Yeah. Nó quay nó. Ô lên nó. Oh yeah. Ô lên nó còn spin mình. Đi không? Đi. Đi. You good? No, no. Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ. Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ. Không sợ, không sợ. I'm not scared, I'm not scared. Không sợ, không sợ. I am not scared. Không sợ, không sợ, không sợ. No, please, one more, just one more, please, just one more, yes, sir. You go alone, not me, man.
It's fun, it's fun. Just one more. You think that I'm scared? Dễ lắm. Thôi, lên. Nó cứng cái đầu đúng mà nó bùng lên. Cảm lên nha. Nhìn tiếp lên cao rồi. Nó xoay một cái. Rõ một xuống. Ô, nhìn nó xoay thêm đánh xuống. Nó giật nó bị em. Đó, đừng quên hồi. Đó, đủ rồi. Đâu cần phải đi Disneyland đâu. No way, no way. Be more, be more. Mình vẫn chơi được những trò chơi của Not Very Fun, của Disneyland. Oh yeah, của Magic Mountain. Magic Mountain, Disneyland, Not Very Fun. Here, in Mall of America, in Minnesota. Yes. Khi nào mình ngủ, lên chơi tỉnh ngủ à. Yes. Ở bất cứ nơi đâu đều có chỗ ăn ngon, chỗ cái món món lạ của đặc điểm ở tại cái tiểu bang ở thành phố đó. Đặc biệt tại Twin City có một cái chỗ mà người lớn cũng thích, con nít cũng thích. Cái miệng chua chua ngon không? Đó là ice cream. Ice cream nghe bình thường lắm, nhưng mà ở đây có cái tiệm Sebastian. Ở ngay trên đường South Uptown, ở ngay trong Twin City, tại thành phố Minneapolis, right? Cái chỗ này là homemade. Đặc biệt homemade, làm ở nhà làm cha truyền con nối, chứ không phải là mua của company khác. Ice cream đem về bán, hay tự làm ở nhà, mà được báo chí, đài truyền hình và dân địa phương ca ngợi, nó là number one, the best one của ice cream ở tại Twin City. Thử. Vâng, bây giờ mình vô trong, mình ăn nó ngon cỡ nào, để rồi mình còn giới thiệu đồng bào Việt Nam khi tới đây phải ghé ăn cho bằng được. Nó giống như cái tiệm gì, tiệm nó giống như là Tài Hòa Barbecue vậy, cha chuyện con nói. Không, nó giống là cái nó cái cách là cái tiệm hamburger. Hamburger. 1900 hamburger. Yeah. Yeah, cái này cũng đặc biệt lắm. Alright, vô. À, đây là cô Claire, là manager của cái tiệm Fashion Show, cái tiệm ice cream mà mình biết là nổi tiếng số 1, number 1 in Twin City. Alright, Claire, may I have some ice cream? Sure. Can I order? Yes. Now, có hai loại kem nổi tiếng nhất của tiệm, đó là raspberry chocolate chip và cái thứ hai là Pavarotti. Em thấy có cái loại kem nó ngon hơn, loại kem tên là Claire. Được, you know what he said. I say that's the two best ice cream. Mm-hmm. He said no, the other one, the best is Claire ice cream. All right. Now this is the newspaper. Barbara, when she eat it, when she ate it, she say raspberry chocolate chip. But really, this is not raspberry chocolate chip. The first one just chocolate chip, and they put raspberry on the top. Mm-hmm. And after that, the owner make the new flavor, raspberry chocolate chip. Is it right? You don't know that? I don't know about that. I know about. Now I tell you, that's the story. All right, thank you very much. Như vậy thì mình thử cái raspberry chocolate chip trước. Raspberry chocolate chip ha. Yeah, on the top. Okay. Sao? Thấy nó khác nhiều lắm. Đương nhiên là có mùi vị raspberry. Đúng. Không? Nó lẫn trong cái chocolate chip. Dạ. Đúng là raspberry chocolate chip. Rồi. Nhưng mà thử cái này coi nó ngon sao khác nữa. Ừ. Béo hơn không? Hay là ít hơn? Nó đậm đặc. Độ béo. Nó creamy. Dạ. Đúng không? Có nghĩa là nó nhiều nhiều cream. Có nhiều cái loại ice cream mình ăn á, nó có lẫn đá trong đó. Đúng rồi. Không, nhưng mà cái này nó không thấy đá trong đó. Nó toàn bộ nó là creamy. Béo không? Béo. Béo. Biết tại sao béo hơn không? Sao? Béo hơn là tại vì đặc biệt cái homemade vậy đó, là ở đây người ta đã bỏ cái butterfat 16% nhiều hơn những cái chỗ khác. Cho nên ăn nó béo hơn. Thành ra mình ăn này bị mập hơn. Bị mập hơn. Nhưng mà okay. Chỉ có hơn 2%, 3% bao nhiêu. Nó ngon. Nó ngon. Nhưng mà chỗ khác thì 12%, 10%, ví dụ vậy. Ở đây 14% nữa, nhưng ở đây 16%. Nó nhiều hơn có mấy phần trăm thôi, nhưng mà nó ngon hơn cái chỗ đó. Đó. Nó chua chua.
là cái raspberry chua. Dạ. Và nó có lẫn cái chocolate chip, cái hộp không cái chocolate chip này mà nhưng mà kể cả cái hộp của raspberry. Yes, yes. Có nghĩa là nó làm bằng raspberry thiệt chứ không phải là mùi. Dạ. Không phải là chỉ bỏ cái mùi không? Có cái hộp dính dính. Cái này raspberry nó xay xay ra. Dạ. Còn cái này đó là đầu tiên đó nguyên thủy nó tên là caramel banana chocolate chip. Thì khi một ca sĩ opera người Ý nổi tiếng thế giới tên là Pavarotti, ông đến ông ăn. Ăn xong ông thấy ngon quá, ông cắt lên tiếng hát. À hát một bài hát ông thích vậy thì cái sản phái giống như mà mình có cái gì hứng thú mình hát. Ông ăn ice cream xong ông hát. Thì từ đó người ta gọi cái kem mà có cái tên nguyên thủy là caramel banana chocolate chip, cái với cái tên mới là Pavarotti, là tên của ca sĩ người Ý đó. Như là biết, anh biết ông ca sĩ người Ý đó không? Hiện tại thì ông chết rồi. Nhưng mà anh biết tại sao, bây giờ biết tại sao ông mập. Ông mập lắm, mà tại không ăn kem. Ồ, thử cái vuốt này ngọt lắm, ngon không? Ngọt, ngọt. Nó có mùi banana. Thì kem này đó, là cách đây 25 năm về trước, được ba anh em của dòng họ Sebastiano đã làm lên. Đến từ Ý. Cái Sebastiano là tên của ông nội ba người này, đến từ Ý. Thì khi đầu tiên qua làm kem đó, người ta không có biết ổng tên là Sebastiano, mới gọi là ông Joe, Mr. Joe, gọi cho dễ gọi thôi. Cho nên sau đó thì cái tiệm được thành lập mới đặt tên là Sebastian Joe. Sebastian là gọi theo kiểu người Mỹ. Còn tiếng Ý là Sebastiano. Ba anh em này họp nhau lại để làm kem, làm ở nhà và tự chế biến làm ăn 25 năm trước. Bây giờ đó được báo chí, được đài truyền hình ca ngợi đây là cái tiệm kem ngon nhất số 1 ở tại Twin City, tức là ở thành phố Minneapolis và xem. Nhưng mà hai anh em mình là chỉ thử hai cái loại kem nổi tiếng nhất ở đây thôi. Chứ ở đây tới 24 mùi khác nhau. Dạ. 24 mùi gì khác nhau lần. Thành ra mà những người Việt Nam nào mà ở ngay Twin City mà chưa biết cái tiệm kem Joe Sebastian này á thì nên đến thử một lần. Và những người Việt Nam nào mà đến Twin City để du lịch hay để thăm viếng bạn bè cũng nên ghé Joe Sebastian thử ăn kem ở đây cho biết một lần. Nó ngon và đặc biệt hơn những cái loại kem mình đã từng ăn. Hai cây kem. Thank you. Hai cây kem ăn muốn té khói luôn. Có 9 đồng ạ. 9 đồng là sao? Bởi vì tại sao mập? Đó bởi vì tại sao khán giả nói ủa anh Dịch Thắng mày nó mập quá. Nhưng sao mập quá hỏi đi quay tài liệu ăn gì nó sao không mập được. Cho nên đó, tất cả những cái plan kế hoạch đồ giảm cân sụt ký là hư hết trơn rồi. Cân gãy hết trơn rồi. Chút ăn kem, chút ăn phở, chút ăn mì, ăn tối ngày vậy đó. Ăn khán giả thèm, khán giả thương nhưng mà mình mập quá. Thôi thì bây giờ không, khán giả không phải thương vấn đề mình ăn mà thương thì thấy mình ăn mập quá. Ok, let's go. Alright, let's go. Thank you. Thank you, Claire. Thank you very much. Once again, you're so beautiful. Thấy chưa? Thì vợ Dân Sơn, thấy Dân Sơn chưa? Nó đi tới đâu á là nó gặp con gái nào á đẹp xấu không cần biết, nó đều khen người ta đẹp. Anh nói cho em biết Thủy nghe nè, để ý Dân Sơn nha, đi đâu nó cũng khen con gái người ta đẹp đó nha. I warn you. Khi đến với Minnesota, cái việc đầu tiên là tôi lúc nào cũng nhìn hướng lên trên bầu trời cao. Tại vì ở đó những đám mây bay bàng bạc, những cái lớp mây nó có nhiều tầng lớp khác nhau và ánh sáng mặt trời tạo nên những cái sự sáng tối của tầng lớp mây làm cho cái bầu trời rất là đẹp. Đó là lý do tại sao mà Minnesota là cái tên gọi của tiểu bang này đã do người thổ dân, người địa phương đã dùng ngôn ngữ của họ, đó là ngôn ngữ Dakota, là một trong năm loại ngôn ngữ lúc bây giờ, gọi cái tiểu bang này là Minnesota. Mini có nghĩa là nước, Sota là cái bầu trời được vẽ lên, in lên bằng những bức tranh họa thủy rất đẹp. Bây giờ Minnesota tạm gọi tiếng Việt nó là mây in bóng nước. Ngay từ ở đây là mình nhìn nè, coi như có một tầng 1 rồi. Ngay cái the first floor là tất cả các building toàn cái downtown Minneapolis là người ta có thể đi ở trên không cần xuống đất.
đi shopping, đi ở trong, dù cho thời tiết ở ngoài lạnh cỡ nào đi chăng nữa, nóng cỡ nào không cần biết, ở trong này nhiệt độ vẫn điều hòa 72 độ. Nhà cái này được gọi là Skyway System. Yeah, mà lớn nhất thế giới luôn. Có nghĩa là có nhiều nhất và những cái đường đi của nó dài nhất. Cứ mỗi một cái như vậy mình đến là một nè. Nó bắt ngang con đường từ cái building này sang building khác. Và người ta có thể đi khắp toàn downtown của Minneapolis. Không cần xuống trong này có shopping, có thức ăn. Nói chung cái gì cũng có giống như một cái thành phố. Thực ra thì nó là thành phố Minneapolis, downtown Minneapolis. Nhưng mà thay vì mình muốn đi từ thí dụ Macy, mình muốn qua bên Highland Man, thì mình phải đi băng ngang đường. Thì giờ thay vì băng ngang đường thì đây nó, cái Skyway Walk System thực ra nó là cái con đường đi ở trên trời như cái vậy. Đúng rồi, nó là những cái thức nối từ building này qua building kia. Yes. Từ ở trong Skyway mình vẫn có thể xuống, mình đi bộ ra đường thoải mái luôn. Cho nên mình muốn mình vô lại, còn không muốn mình đi ra ngoài. Mình nhìn ở trên đường phố của thành phố Minneapolis, mình thấy sự vắng que à. Thấy xe chạy đâu thấy người nhiều phải không? Thì mình tưởng thành phố không đông người, thật ra rất là đông. Là tại người ta đâu thích đi ngoài đâu. Đi ở trong những cái Skyway nè, Skyway system như thế này. Minnesota mà nói cái khu Summit Avenue là người ta biết ngay đến một cái khu nhà giàu. Đây là cái khu mà vào năm 1850 cho đến năm 1900 trong suốt 50 năm những người giàu có khắp nơi trên toàn nước Mỹ đổ xô về đây để xây nhà. Tại vì trong lúc đó là thời kỳ kinh tế hưng thịnh mà ai có tiền thì tự nhiên chọn cái địa điểm Minnesota xây nhà. Rồi cái trung tây Hoa Kỳ mà. Yeah. Rồi đồn ra thì người này nghe nói người kia xây nhà lớn người ta dời người ta xây. Cứ người này xây xong người kia xây căn nhà lớn hơn rộng hơn. Đặc biệt nhất là từ năm 1882 cho đến năm 1886 trong được 4 năm thôi mà có 46 căn nhà xây liên tục luôn hoàn tất. Và đặc biệt nhất là năm 1891 khi cái căn nhà của ông James C. hoàn tất trên một diện tích là 36.000 square foot thì nó trở thành căn nhà lớn nhất và đắt tiền nhất ở tại Minnesota. Đây là nhà thờ Sambo, nhà thờ lớn đứng hàng thứ tư của nước Mỹ. Kế bên Sambo là cái nhà của ông James Hill. Cái nhà này đó hoàn tất từ năm 1891 trên một diện tích là 36.000 square foot. Và ngay lập tức vừa hoàn tất xong là nó trở thành một cái ngôi nhà lớn nhất và mắc tiền nhất của Minnesota. Ông James Hill, ông chết năm 1916 và 5 năm sau đó là vợ ông chết. Thì con của hai vợ chồng này đã tặng căn nhà lại cho thành phố Sambo. Và hiện nay căn nhà này đã trở thành một di tích lịch sử của tiểu bang Minnesota. Giá trị của căn nhà này không phải là vì vấn đề lớn mà vì cái vị trí của nó nữa. Nó nằm ngay cái miếng đất quá đẹp, ngay cái góc corner và đối diện bên kia là cái nhà thờ lớn nhất từ nước Mỹ. Chứ là một cái sau khi mà vợ ông chết rồi đó thì căn nhà này đã được cho lại để người ta làm trường học. Dạ, yeah. Rồi sau đó là bảo tàng viện, cho tới bây giờ thì nó trở thành một cái di tích lịch sử. Đẹp quá. Đây đúng là cái khu của mấy người nhà giàu ở nè. Mà họ cất đó, chẳng những là họ cất nhà lớn mà họ cất những cái structure nó khác nhau nữa. Mỗi một cái căn nhà vậy nó có một cái style, một cái kiểu nhà nó khác nhau. Đua mà. Thì vậy đúng là những nhà giàu chơi mà. Hơn một cái điều là hồi năm thời đó đó không có ông Thomas Taylor. Có cả một Thomas Taylor làm cái ông này với MC Dự Thảo đó. Ông mà có mặt ở đây là ông có cái nhà lớn nhất luôn rồi. Nhưng mà công nhận được cái này đẹp. Nhưng mà sau đó thì người ta không cất nữa. Bây giờ? Sau năm 1900 thì lúc đó là đệ nhất thế chiến, nhớ đệ nhất thế chiến không? Rồi tới kinh tế suy thoái của Hoa Kỳ. Rồi sau đó thôi luôn. Và bây giờ thì hiện giờ nhiều căn nhà để giá bán lại lắm. Nhiều căn nhà bán. Lý do tại sao vậy? Kinh tế đang suy thoái.
thật sự một. À, vậy là đúng lúc mua căn nhà này nè, đúng không? Hồi xưa mà nhà nó lên á, những cái nhà này đất mắc. Bây giờ kinh tế suy thoái, những cái nhà này nó rẻ rồi. Bây giờ anh dọn, anh bán căn nhà bên kia qua anh đi. Anh qua đây mua căn này nè. À, suy nghĩ là căn. Em thấy được á, căn bên kia anh bán cũng được 3-4 triệu. Hôm nay về tạm về Dân Sơn trở lại với Minnesota một lần nữa để câu cho bằng được con cá walleye là Stateless, tức là con cá đặc trưng của tiểu bang Minnesota. Lần này với kế hoạch quy mô hơn để làm sao bắt cho được con cá walleye thì nhất là một cái người sẽ lo cho anh em mình từ móc nối tàu bè xe cộ gì đó, miễn là sao câu cho được con cá walleye. Đầu tiên là mình đi cái group thứ nhất ngay trên cái hồ gọi là Mulax, đi với lại Joe nè, Rich nè, với lại Clyde đó, để mà mình đi câu vào ban ngày trên cái hồ Mulax. Nếu ngày hôm nay bây giờ mà không có là chiều nay mình đi về hướng bắc trên một cái rút khác để mình câu vào ban đêm, tức là nhất định phải câu cho được con cá walleye ngày hôm nay. Con walleye đó không phải giống những con cá thường khác, nó rất nhẹ nhàng, phải nói là phải feeling, cảm giác mới gọi là walleye. Tại vì nó ăn rất nhẹ, nó ăn rất nhẹ thì cái tay mình nếu cầm cành câu mình không có feeling nổi đâu, phải cái tay để lên dây nhựa, cái dây câu á, dây nhựa đó rất nhẹ, khi nó ăn nó cái mình có cái feeling con walleye ăn rồi buông cái dây.
Ucha! Ucha! Cái này bóc bóc miệng được phải không? Khi mà mặt trời sáng rực thì con cá ít khi nào nó đi đan lắm. Lúc mà trời riu riu có mây hay là buổi chiều, buổi tối, buổi sáng thì con cá qua lại nó ra ăn nhiều hơn. Nó thích ăn dầu nên trong mắt nó rất sáng cho bạn. Vì cái con walleye đó mà quá trời công lao luôn, trở đi trở lại bao nhiêu lần, đi khắp các hồ hết. Thực sự thì có tới là 4 triệu con walleye mỗi năm ở Minnesota được bắt ở trong các hồ. 4 triệu con. Phải là công phu lắm á, đi mới đi câu được con walleye này. À, tại vì á, nó ăn thường thường vào ban đêm.
hoặc là hình trong sáng hoặc buổi tối, ban ngày á nắng quá, nóng quá, sáng quá nó không thích. Tại vì con mắt của con walleye cũng như đúng như cái tên gọi của nó có một cái màng làm cho con mắt rất là nhạy. Ban đêm nhìn rõ con mồi để mà nó ăn, cho nên ánh sáng chiếu sáng quá nó không thích. Cho nên nó lặn sâu xuống. Bây giờ ban đêm nè, canh cái độ sâu của nó xong nó lên rồi mình câu. Câu walleye này nó có nhiều cách câu khác nhau. Đây là một trong những cách câu tiêu biểu là ở đầu tiên mình phải đo được cái độ sâu của cái nước. Xong xuôi đó thì ở mình phải thả cái dây xuống. Và thả cái dây xuống đến một cái mức nào đó mình phải có một cọng chỉ để mình lóc nó lại. Và cái cọng chỉ đó là đúng là cái độ sâu của nước. Ví dụ như ở đây là độ sâu của nó là 25 feet. Thì ngay cái cọng chỉ đó xuống tới dưới đáy nó là 25 feet. Ở dưới đáy mình mở con lít là một cái con nói nôm na là con đĩa. Và ở trên đó đó, trên cái ở dưới cái cọng chỉ mà mình nối lại đó, nó là cái phao. Thành ra khi mà cái dây câu của mình đó, nó chạy xuyên qua cái phao đó, nó tới cọng chỉ, nó kẹt lại. Và từ cái phao đó tới xuống dưới đáy là 25 feet. Thành ra cái mồi của mình đó, nó sẽ nằm dưới gần ở dưới đáy khoảng chừng 25 feet. Con qua lại là nó sẽ đi mình ăn con mồi mình. Và khi nó ăn con mồi mình xong rồi đó, là mình phải chờ cái float, cái phao đó, nó chìm xuống dưới nước. Và mình phải đếm từ 1 tới 8. Có nghĩa là đợi cái thời gian nó để cho con qua lại nó nuốt cái lưỡi câu vô trong miệng nó. Rồi mình set cái cần câu của mình giật thật mạnh lên, 1, 2, 3 giật phát lên là nó móc ngay cái mỏ nó. Và lúc đó mình đếm con qua lại. Nhưng mà phải chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi chứ không phải thả xuống là có liền. Just wait and see. Don't drop him in the lake. Mười bảy inch. That's a good one. 17 inches. Cái răng này đó rất là bén, được cái đút tay vô, đút tay á. Đây là nhìn cái đuôi này nè, có đem trắng nè. Đó, đây là con walleye. Ha, ở trên này không có đốm đen, nó chỉ đen thôi. Ở phía này có đêm đen. Ngay chỗ cái cành này có đêm đen. Nguyên cái kỳ ở trên này nè là nó không có chấm. Bây giờ có những loại cá đó nó cũng giống như con walleye nhưng mà không phải walleye. Nó có chấm đen nhiều, đây không có chấm đen, chỉ có một điểm đen đây thôi. Và cái đuôi con walleye đó nó có màu trắng. Không, cái mình nó nhám như là cá bóng cát vậy đó, là nhám lắm. Yeah. Một con cá tại sao mà phải dưới cái size là 20? Từ 20 đến 28 là những con cá có thể có bầu. Nó đẻ con. Thì một con cá walleye cái kích thước, cái chiều dài từ miệng cho tới cái đuôi nó trong khoảng từ 20 đến 28 inch. Nếu mà nó có bầu nó có thể đẻ ra 100.000 trứng. Và một năm ở tại Minnesota này bắt lên tới 4 triệu con. Wow. Con cá walleye đó, nếu con cá tươi là 1 pound nó là $10 ở đây đó. Nếu muốn ăn con cá tươi, canh chua cũng ngon, hấp ngon, chiên ngon. Good. Yeah. Rồi. Yes. You got a net? You got a net right here. Here we go. Yeah. This is a big one. Wow. Yes. Wow. All right. Good. Anywhere, huh? Con này nó nuốt à? Nuốt sâu quá này. Okay, now 22, 22 inch. Như vậy là nó giữa khoảng 20 và 28 inch. Cho nên mình không bắt được. Tại con cá này nếu con có máy là nó có thể có bọc. Yeah. Right? Dưới 20 inch được, trên 28 inch được. Okay, bây giờ mình phải thả lại. Right? Oh man, good size. Okay, 1, 2, 9. Go. 1, 2, 3.
It's time to go home. Yeah, oh, right. Yeah. Khuya quá rồi, phải về thôi. Hôm nay là hồ nó yên tĩnh quá. Chứ đúng là sóng giật nhiều nhiều đó thì cá nàng nhiều. Có một điều là vào cuối tháng 5 đó là hầu như không cho ai câu hết, mà để cho người dân da đỏ đến đây để bắt cá theo cái truyền thống từ đó giờ. Mà có thể tưởng tượng được, trong một lần bắt như vậy trên 130.000 con cá, dễ sợ không? Trên 100.000 con cá luôn á. Mà đâu phải câu không đâu, dùng lưới nó cào bắt luôn. Con cá qua lại nhiều đến độ nó đã trở thành con cá đặc trưng của tiểu bang Minnesota. Right. Lucky today. Yeah. Lucky today. Cái gì mà càng khó đó, cái gì mà càng khó mà mình bắt được đó, nó mới đã. Thực ra đó mình đi câu những ở nơi deep sea chẳng hạn, ở ngoài ocean, hồ, câu khắp nơi hết. Mà con cá qua lại thật sự khó câu thiệt. Đúng. Khó câu, mà câu được nó mới sướng. Đúng vậy. Cho nên đến Minnesota, đến Relay, phải đi câu con qua lại. Phải câu cho được con qua lại rồi mới đi về. Nếu mà câu chưa được con qua lại là chưa tới Minnesota. đây là thành quả đạt được tối hôm nay. Có ba con, thật sự xảy ba con lớn và một con oversize, tức là quá cái 20 inch. Đúng rồi. Hơn ai mình phải thả đi. Nhưng mà trên 28 mình lấy được. Nói gì nói đó, lần câu qua lại lần này thành công là mình đã bắt được cái con cá của tiểu bang Minnesota như đã lời hứa. Mà cái công trạng lớn nhất là phải nói là nhất. đây là nhất người giống tôi nhất hồi nãy giờ. Và cái ông cầm đầu thứ hai là Rick Vân Sơn và Việt Thảo đã đi câu rất là nhiều nơi rồi, đi câu rất là nhiều cá rồi. Nhưng mà cái con cá walleye này là con cá mà làm khổ Vân Sơn và Việt Thảo nhiều nhất. Đi săn nó biết bao nhiêu ngày, tới ngày hôm nay mới cầm được con cá walleye trong cái tay của mình. Thành ra hỡi các dân đi câu, những người nào mà ghiền câu đến với Minnesota phải câu được con cá walleye thì mới coi là tới Minnesota. Còn nếu mà chưa bắt được con cá walleye là chưa được rời khỏi Minnesota. Dạ, coi như là chưa biết câu. Đúng không? Alright, thank you. Thank you so much. Rồi, bỏ vô cooler luôn. Dạ, thank you. Dạ. Thank you. Chương trình của Vân Sơn Live Show được thực hiện ở tại khuôn viên của University of Minnesota. Đây là cái khuôn viên của University of Minnesota. Đây là phía sau lưng của Dịch Thảo Vân Sơn. Sau khi tôi làm rồi thì bây giờ mình mới có cái cơ hội đi khắp cái khu vực này và mới biết được ở tại ngay cái khu vực của University of Minnesota có cái cầu bắc ngang cái dòng sông và ở bên kia là thành phố. Thì cái cầu này là 110 địa điểm haunted của Minnesota, đứng hàng thứ 8, tức là nó về ma người ta. Nó nói là bây giờ nó mình đi làm cái cầu đó, đến nó coi thử. Đi sợ. Thì sự việc xảy ra không phải là do cái sự đồn đãi, mà đã có nhiều người đã nhảy từ cái cầu này xuống dòng sông Mississippi và chết ở đây. Trước đó cũng có nhiều người. Đến năm 1972 là cái thời điểm mà nặng nhất, là khi ông giáo sư dạy ở trường University of Minnesota, đó là ông John Berryman, là cái người mà dạy về thơ, poem ở trong trường, mà ổng là một người rất nổi tiếng vì đã đoạt được giải Pulitzer Prize, là giải về văn học và báo chí của thế giới, rất nổi tiếng. Thì vào tháng 2 của năm 1972, ông ta đã nhảy khỏi cầu này xuống dòng sông và ông chết. Đó là vào tháng 2. Và ngay trong tháng 2 đó có tất cả là 7 người sinh viên khác cũng đã nhảy chết ở tại dòng sông này. Trên một cái cầu vắng vẻ như thế này thì những người chết á, người ta tìm hiểu lý do. Có người nói rằng cái ông mà ông John Berryman đó, có thể ông điên, ông mới nhảy như vậy. Có những sinh viên có thể điên, nhảy như vậy, ông có thể bị pressure. Ở đây không gần casino thì đương nhiên là chắc không phải vấn đề tiền bạc rồi. Thường thường nhảy như vậy thì chỉ có hai vấn đề. Một là về vấn đề tình cảm. Hai là có thể bị thất chí trong cuộc sống. Hay là trong vấn đề học hành. Học hành, thí dụ như là học hành không giỏi mà bị gia đình pressure, hay là nghĩa là cái tinh thần nó không được vững. Thí dụ như gia đình cung cấp hết tiền bạc support cho con mình đi học mà nó học không ra gì hết. Rồi bây giờ làm sao nói chuyện gia đình, rồi thất chí có thể nhảy cầu. Mà có một điều cấu trúc cái cầu này ngộ lắm.
Thường thì cái cầu đó xe chạy thì ở trên là sắt hay cái gì thôi để tạo thành thành cầu cho nó chắc. Còn cái cầu ở dưới là xe chạy, mà ở trên nó là một cái đường để chi? Để cho người ta đi chơi được, chạy xe đạp được. Và nhất là cái cầu này nối liền giữa cái đại học Minnesota và bên đây thành phố Minneapolis. Cho nên những sinh viên nào nội trú khác hay là ở trong trường, bên đây có hotel mà, có đủ hết, nhưng mà nhiều khi không đủ tiền thì họ ở phía bên kia thành phố rồi đi học, đi qua đi lại bằng xe đạp hay đi bộ. Mà đi bộ ở đây nó cắt những cái nhà lồng kiến ở trong, người ta có thể đi để tránh gió mưa hay là tuyết lạnh của mùa đông. Đứng xin không được. Bây giờ mình đặt cái tâm trạng, nếu mình là người quản trị hay là có chuyện gì buồn bực trong lòng, bây giờ một mình đứng chơi giờ giữa đây, nếu không có Dân Sơn đi, nếu một mình thật, thật sự mà nói là không còn cái con đường gì để sống hết, buồn quá. Bây giờ nhìn xuống dưới là cái gì? Mình không cảm thấy là cái sự sợ hãi nữa, tại vì trong lòng buồn đến độ không có thấy gì sợ. Ở dưới kia là bọt trắng xóa của dòng sông ha, nước chảy. Mà nếu mình không có dằn lòng được, mình leo lên cầu, mình nhảy xuống cái gì, mình đâu cần biết hậu quả là chết hay sao. Cho nên cái tâm trạng bây giờ, nếu thật sự Việt Thảo là cái người mà ở trong cái tâm trạng là nản chiến rồi, thất chiến rồi, hay là không còn muốn sống nữa, thì cái chuyện nhảy xuống là dễ dàng thôi. Tại vì khi đã nhảy rồi là mình đâu có biết lạnh hay là chết hay là sống gì đâu, cứ nhảy là nhảy thôi, mà cái đó sẽ dẫn tới cái chết. Thành ra không biết chuyện có hay không. Cho nên ở đây Việt Thảo nói rất seriously là nếu du khách hay Việt Nam đi trên cầu này đi chơi để tìm hiểu cái cảm giác ban đêm hóng gió chơi, thì nếu thật sự mà trong lòng có cái gì phiền muộn đó thì cũng không nên đến những cái chỗ này. Tại vì có thể là cái huông là một, cái thứ hai là cái gì đó nó thúc đẩy con người ta có thể lao xuống dễ dàng ha. Anh thì anh nghĩ không có gì đâu, chắc không có gì, nhưng mà mình cũng không biết. Bây giờ mình thử đi thử. Để mình hỏi thử coi. Cái người mất đó là ông giáo sư John Berryman. Ông ta là người Mỹ, phải không? Mr. John Berryman, if you are here, okay, let's give me a sign. Do something. Let us know that you are here. Okay, I don't harm you. And please, don't harm us. If you are here, do a sign. Give me a sign. Anything. Let me know you are here. Or if your friend here, do me a sign too. Make a noise or something happen. Let me know you are here. I know you died here, Mr. John Berryman. I know you died here in February 1972. And after that, That's a sign. Rõ ràng là cây cầu hiện giờ không có xe, ở dưới không có xe chạy, không có gì hết. Nhưng vừa rồi thì tiếng động vang lên từ những cái thanh sắt này. Mr. John Berryman, you or your friend or anyone here, give me the other side. Let me know, let us know that you are here. I know you died here in 1972. Mới vừa rồi là cái tiếng giống như cái này nó cứ răng. Em nghĩ là cái microphone có thể pick up được tiếng đó. Nó có đang tiếng chó hú. Vừa rồi là nó có tiếng cũng như cái này nó răng nó kêu rắc. Mà Sơn không có đụng phải không? Mà mình đụng. Mà đụng đâu thể nào kêu rắc được nè. Không thể nào kêu được. Nếu mà lắc mạnh gì là đâu kêu, đúng không? If you want us to stay here with you tonight, make the other side. Sound, light, anything happen.
cái đó giống như tiếng cá nó quẩn dưới nước. Mới thời vừa rồi có thấy ở dưới dòng sông thì có thể là cá. Em xin xong đi. Đừng đụng vô thành công. Nói gì thì nói thì những cái sự việc xảy ra có thể do cấu trúc của cầu cho. Bị lúc đầu anh nghe nói là thí dụ như mình đi mà sau lưng có tiếng chân đi, mình xây lại nhìn không thấy ai thì lúc đó mới nghe cái tiếng vọng ở trên như thế này. Khó lắm, nặng lắm chứ không phải giỡn. Thấy chưa? Nhưng mà không phải vậy, cái tiếng rắc. Cho nên cái sự việc xảy ra là nó có một cái signal, có một cái sign cho mình biết là nó có cái gì đó. Có thể là sự trùng hợp mình cũng không biết. Cho nên mình không khẳng định rằng cái đó nó là do người ta báo tin cho mình hay là một cái sự trùng hợp, nhưng mà trùng hợp lạ quá, tự nhiên lúc mình nói là nó xảy ra liền. Riêng cá nhân Vân Sơn thì từ đầu á có hơi ngờ vực tí xíu, nhưng mà đến khi cây cầu mà nó xét lên á thì Vân Sơn bắt đầu rung thiệt. Lúc đó Vân Sơn mới thực sự là sợ. Thì hy vọng rằng nếu mà các bạn coi những cái đoạn video này, có đến Minnesota, nếu đi đến University of Minnesota, đi đến cây cầu này, cái cầu này thì đứng hóc mát vui vẻ không có gì, nhưng mà lúc đông người, lúc vắng người thì cũng không nên đi. Cái thứ nhất, đâu có biết được, thí dụ những người rớt xuống do người khác xô xuống thì sao, thí dụ vắng vẻ mình có ai hãm hại mình cũng không biết, phải không? Hay là quẩn trí nhảy cũng không chừng. Cho nên tốt hơn hết những lúc vắng vẻ không nên đi. Đi không gió được, đi cho biết được, nhưng mà lúc đông người thì tốt hơn. Còn cái chuyện gì nó xảy ra, cái đó không thể giải thích. Anh muốn đi một mình không? Cho anh đi một mình. Người nổi óc à? Hình như có cảm giác có. Giờ dẫn nó có cảm giác có người đi theo, có cảm giác. Trong khi đi thì anh nghĩ là I'm thinking about you, Mr. John Barry. I'm thinking about you. Give me some sign. I don't talk. I'm thinking. Do it one more time. Sau khi thu tài liệu xong, về nhà xem đi xem lại nhiều lần, tôi có cái suy nghĩ mà cần thiết phải nói ra. Có những cái tiếng động mình có thể nghe bằng cái lỗ tai, nhưng có những hiện tượng xảy ra nếu không trước mắt mình không thể thấy được. Chẳng hạn như cái tiếng động xảy ra từ cái thành cầu. Nó bất ngờ đến độ Việt Thảo và Vân Sơ không đoán trước được. Và Việt Thảo phải ngắt ngang câu nói nửa chừng, Vân Sơn ư vì quá sợ hãi. And after that, seven. Tiếng đập thứ hai đó là tiếng chó hú. Không thể nào giữa một cái thành phố suốt đêm chỉ có một lần tiếng chó hú. Hú đúng lúc, đúng chỗ. Đến độ là bất ngờ Vân Sơn vì Việt Thảo không có nghĩ gì về cái chuyện tiếng chó hú. Chỉ nói rằng đó là tiếng chó hú rồi bỏ qua. Về nhà suy nghĩ lại mới thấy đó là chuyện này. Là cái microphone có thể pick up được tiếng đó. Nó có đang tiếng chó hú. Thứ ba là tiếng động ở dưới lòng sông. Việt Thảo và Văn Sơn nhìn xuống lòng sông sâu thẳm, đen mịt, không thấy gì cả và tiếp tục câu chuyện. Về nhà xem đi xem lại mới thấy có hiện tượng lạ. Quý vị thử nhìn xem có thấy gì không? If you want us to stay here with you tonight, make the other side. Sound, light, anything happen. Cái đó giống như tiếng cá nó quẩn dưới nước. Không thấy gì cả. Vì nó không ở ngay lòng sông mà ở phía bên kia, một vệt sáng chạy dài.
rất nhanh. Và sáng đó không thể nào là của xe vì tốc độ xe không nhanh đến như vậy. Vậy thì vật sáng đó tự động ra. If you want us to stay here with you tonight, make the other side. Sound, light, anything happen. Cái đó giống như tiếng cá nó quẩn dưới nước. Sau khi anh em chúng tôi nó kết luận rồi chia tay là xong cái câu chuyện, thì bất ngờ Văn Sơn muốn Việt Thảo đi một mình, như để có khám phá được những cái gì mới lạ, chẳng hạn tiếng bước chân đi phía sau lưng hay là cái tiếng động trên thành cầu. Hoàn toàn không có. Nhưng có một điều là bất ngờ tôi bị ấn lạnh. Và không phải là mình làm cho người ta sợ, đó là thật sự có. Thì về nhà chúng tôi đến bỏ đoạn đó đi, nhưng bất ngờ khám phá một điều là có một cái vệt sáng đã bay vào cổ của Việt Thảo hai lần. Bay vào, bay ra, rồi lại bay vào, bay ra. Người nổi óc à? Hình như có cảm giác có... Tôi close up để đi xem, tôi nghĩ rằng có thể là một côn trùng, insect, một cái con gì đó. Nó bay rồi do phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào qua ống kính mình thấy được. Nhưng thật sự không có hình dạng còn gì cả. Người nổi óc à? Hình như có cảm giác có... Như vậy thì ánh sáng nó từ đâu ra? Và tại sao nó xảy ra đúng lúc sau khi hai lần bay mà bay đúng vào cổ của Việt Thảo rồi tôi mới cảm thấy ấn lạnh? Những sự việc xảy ra cho đến về nhà xem lại mới khám phá ra được, vì lúc đó mắt thường không thể thấy được. Sự việc xảy ra khó giải thích. Tin hay không? Tùy quý vị. Hiện tại thì Vân Sơn và Việt Thảo đang ở thành phố Duluth, là một thành phố nằm ngay trên bờ của hồ Superior, thuộc về tiểu bang Minnesota. Vào năm 1868, một chuyên viên ngành quả sa lộng James Cook thấy đây là điểm thuận tiện để cho những chuyến tàu buôn, những chuyến hàng từ Âu Châu vào cập bến và đưa hàng hóa sâu vào miền Trung Tây Hoa Kỳ, cũng như hàng hóa lương thực từ nội địa của Hoa Kỳ ra nước ngoài. Đây là địa điểm thuận tiện và ông ta đã thành lập cảng này vào năm 1870. Cảng Duluth đã trở thành một hải cảng quan trọng và bậc nhất của miền Trung Tây Hoa Kỳ. Và thành phố Duluth cũng đã trở thành một thành phố lớn hàng thứ ba của tiểu bang Minnesota, chỉ sau Minneapolis và St. Paul. Khi mà chiếc tàu đi vào thì cây cầu này sẽ được kéo lên. Kéo lên chứ không phải thường thường như cây cầu là người ta bật lên hoặc là xây ngang. Cây cầu này được kéo nguyên cây cầu lên để cho tàu đi qua vào trong cái bến cảng bên trong đầu. Thì trước khi cây cầu mà được kéo lên á, thì ở hai đầu cầu những cái cây hạ xuống giống như cái đường rầy xe lửa đó, hạ xuống để chặn xe không cho người đi. Bây giờ thì chiếc chuông reng để báo rằng cây cầu đã được nâng lên. Bây giờ cây cầu được nâng lên. Cái cầu này đó nó có thể nâng cao lên tới trên cái khung ở phía trên. Cái khung phía trên là vừa như cái khung của cái cầu đó, nằm ở sát bên trên luôn, để cho đủ cái độ cao. Đủ cái độ cao để cho những cái tàu mà loại thương thuyền lớn cao có thể vào trong bến cảng được. Như vậy thì khi các chuyến tàu muốn đi vào cảng hay là từ cảng đi ra phải chờ với nhau. Tất cả mọi chuyến tàu nó đậu đâu rồi đó hết chờ lệnh, khi tàu dỡ lên thì khi cầu dỡ lên thì tàu mới qua.
Hay quá, chiếc tàu vừa ra cái cầu vừa hạ xuống kìa. Đây là những chiếc tàu để chở những du khách khi đến với Duluth, đi thăm viếng cảnh đẹp, đi trên hồ Superior của tiểu bang Minnesota. Mỗi một chuyến tàu như vậy đi là một tiếng đồng hồ, rồi sau đó quay trở về. Cho nên khi du khách đến với Minnesota, đến với Duluth, chúng ta có thể đi thăm viếng quang cảnh của Superior Lake bằng những cái chuyến tàu như thế này. Có một cái câu chuyện kể về con kinh này nè. Là hồi mà thành lập cái cảng ở đây đó, thì tất cả những người dân của thành phố khác và tiểu bang khác, họ không muốn cho người dân và cái thành phố ở đây thành lập cái cảng. Tại vì khi ở đây mở cái cảng thì bên kia họ bị mất công việc, thành ra họ không cho đào cái con kinh này. Thành ra tất cả những người dân ở đây đó muốn đào con kinh này phải đào vào lúc ban đêm. Tại vì đào vào lúc ban ngày thì những người bên kia họ dữ lắm, họ bắn. Thành ra tất cả những cái con kinh mà đào ở đây nè, là người dân ở đây đào ban đêm chứ không phải ban ngày. Đó, mình ngồi đây mình nhìn xéo lên trên là gì? Taste of Saigon Restaurant. Ở đây thì có hai, hình như hai cái tiệm ăn thôi. Dạ, hai tiệm ăn. Nhân số Việt Nam ít lắm, một vài gia đình hay một số người. Phần lớn là làm những cái dịch vụ như nhà hàng hay là làm văn phòng, làm những cái gì mà liên quan đến du lịch nhiều hơn. Cái thành phố Duluth này đó là nó lấy từ cái tên của một người thuyền trưởng Pháp, thuyền trưởng người Pháp. Dạ. Cái người đã ký được cái hiệp ước hòa bình, hiệp ước hòa bình với lại người thổ dân da đỏ thời bấy giờ. Dạ. Thành ra cái thành phố này đã lấy tên của ông thuyền trưởng đó để đặt tên cho thành phố. Thấy không? Thấy mấy thầy hai vợ chồng ông đó lợi ngồi không? Ừ. Đồ đạc mình để tùm lum gì không sao hết. Là tại người dân ở đây người ta nó rất là thân thiện, không có giống như sợ mình để đồ bị mất cấp gì đó. Giống như tụi mình đi du khách đến đây đó, không lẽ mình đi ăn cắp đồ không ta? Ừ. Phần lớn là khách du lịch, rồi những người công chức, những người làm việc ở đây. Mà cái đời sống họ đó, mặc dầu là thành phố đứng hàng thứ ba của Minnesota, nhưng cái đời sống họ hiền hòa lắm. Mình tưởng tượng mình đang ngồi đây như là một cái thành phố giang biển. Thành phố giang biển. Cà Mau của anh. Không, nhưng mà thành phố này nó còn có là một nơi có rất là nhiều khoáng sản. Được coi như là một trong những cái mỏ sắt lớn nhất của nước Mỹ cũng nằm ngay thành phố này. Dạ, yeah. Mà quan trọng ở chỗ này nữa nè, là ngay khi mà cái cảng này được thành lập, đã tạo nên công ăn việc làm cho rất nhiều người. 8.000 jobs, 8.000 công việc, tôi tưởng tượng biết bao nhiêu người. Dạ. Yeah. Rồi một điều nữa, nếu mà cái cảng này không được thành lập, theo cái xác suất, theo thống kê của các nhà kinh tế gia đó, nếu mà không có nó, nền kinh tế Hoa Kỳ có thể suy sụp 15-20%. Yes, sir. Quân đội cũng vậy. Ở nơi đây là cái base của lục quân, của hải quân, những cái nhất là đại nhị thế chiến, khi mà những chiếc tàu cần tu sửa cũng kéo về đây, quân trang quân dụng rồi di chuyển này kia nó cũng là từ nơi đây. Người ta thống kê đó, nếu như mà trong thời đại nhị thế chiến mà không có cái cảng này thì quân lính của nước Mỹ có thể chết lên đến hàng trăm ngàn người nếu như không có cảng này, tại vì cái cảng này nó rất là quan trọng thời đó. Cái cảng này nó đã mang đến những quân trang quân dụng cũng như là những đồ tiếp tế cho những người lính của Mỹ đang chiến đấu ở châu Âu kịp thời kịp lúc, thuận lợi ngay cả trong vấn đề di chuyển hàng hóa. Thí dụ bây giờ một cái chiếc thương thuyền của Pháp đi, của châu Âu qua đây, đi thẳng vô trong ngay cái cảng Duluth, từ đây hàng hóa chuyển lên, đưa lên xe lửa, đưa thẳng về Minnesota hay là Minneapolis, đưa về Minneapolis là Saint Paul, từ đó đưa xuống tàu, đưa xuống thuyền, dọc theo Mississippi River đi qua 10 tiểu bang, thấy không, xuống thẳng phía Nam, hoặc là lên xe lửa tiếp tục đi thẳng về miền Tây Hoa Kỳ. Rồi ngay cả ví dụ như lương thực, ngũ cốc hay là những cái gì mình muốn xuất cảng qua Âu Châu, thì từ các vùng nội địa của Hoa Kỳ đưa thẳng về đây, rồi từ đây tàu di chuyển đi, rất là thuận lợi. House này nó được thành lập vào năm 1910, có nghĩa là tính tới bây giờ là đúng 100 năm. Dạ. Yeah. Và bây giờ nó trở thành di tích lịch sử của North Shore. Có nghĩa là của tiểu bang Minnesota. Dạ, một cái nơi mà cách cái hải cảng Duluth khoảng 30 dặm về hướng bắc.
ngay đây là cái Rocky Coast. Nếu mà nói cái diện tích của cái hồ này không đó, một cái chu vi của riêng cái hồ Superior là một trong năm hồ lớn của Ngũ Đại Hồ, thì cái chiều dài nó là 2.726 dặm. Có nghĩa là hơn 4.000 cây số. Yeah, nên là từ tính cái chiều dài của cái hồ này đó, nếu mà tính chu vi mà trở thành cái chiều dài đó, có nghĩa là cái chiều dài của cái hồ này á, nó dài hơn cả cái bờ biển nước Việt Nam mình. Yes. Tại bờ biển nước Việt Nam mình chỉ có 2.500 cây số mà thôi. Á hả? Phải không? Từ Los Angeles mình bay qua New York, bay qua Boston cũng khoảng 2.500 dặm à. Wow. Có nghĩa là nếu mà cái chu vi của bờ hồ này mà mở ra đó là nó bằng từ Los bay qua tới New York. Yeah. Đường chim bay. Yeah. Oh my god. Và riêng cái lượng nước trong hồ này không đó, tại vì ở hồ này có chỗ sâu tới hơn một ngàn feet. Và nếu mà lấy hết cái lượng nước ở trong hồ này ra, nước ngọt đó, mà đổ ngập lên cả một cái châu Mỹ sẽ chìm dưới làn nước khoảng 3 tấc nước. Là khoảng 1 feet. Dạ, nó nhiều vậy đó. Còn nếu về nói nước ngọt trên toàn thế giới gom lại hết, thì cái lượng nước ở trong cái hồ Superior này chiếm 1/8. 1/8 lượng nước ngọt của cả thế giới. Wow. Mà nước sạch quá. Nước quá là sạch. Dạ, cho nên vì cái nước sạch đó mà chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ liên bang đã có dự định là đưa cái lượng nước này về tới California, hay đưa tới những cái vùng nước mà bị khan hiếm. Nhưng mà xa quá, có lẽ trong tương lai. Trong tương lai thôi, tại vì California rất là thiếu nước. Mà cái hồ này là một trong những hồ mà được mệnh danh là nước sạch nhất trên toàn thế giới. Có một điều là nó ngộ ha, cũng là hồ. Bây giờ trong cái Ngũ Đại Hồ thì nước cá đó thì ở đâu cũng là nước thôi, nhưng mà phần bởi vì cái Lake Superior này nó dính liền với Canada, tức là một phần nằm ở bên Canada, một phần bên Mỹ, mà cá thì lại nằm phía bên Canada nhiều, nằm bên Mỹ ít. Ngộ ha, có lẽ là tại bên đây người ta ít câu cá nên cá nó không thích nó qua bên kia cho người ta câu vậy đó. Có một điều thì người ta không hiểu tại sao ở tại đây lại có một cái Ngũ Đại Hồ lớn như vậy. Dạ. Yeah. Rồi tại sao ở Minnesota được mệnh danh là The Land of Thousand Lakes, là cái nơi mà dùng đất có cả hàng 10.000 cái hồ. Thực ra thì không phải tại Minnesota, ở các khu lân cận như là Wisconsin, Ohio hay là ngay cả Toronto có rất là nhiều hồ. Thì theo các khoa học gia cho thấy cái nhận định của họ là có thể lâu lắm rồi, hàng tỷ năm về trước thì có một cái chòm sao chổi bay ở trong không gian. Sao chổi là tập trung nhiều cái khối dạng thạch lớn nhỏ có, nó tạo thành cái chuỗi dài sáng như thế này, nó đâm thẳng vào cái quả địa cầu và cái địa điểm rơi xuống là ngay chỗ này, cho nên nó tạo thành những cái lỗ trũng lớn và những cái vẩn thạch nhỏ, cái đá nhỏ đó nó rớt theo thì tạo nên những cái lỗ nhỏ, cho nên tại sao ở đây có một cái Ngũ Đại Hồ lớn và chung quanh nó có nhiều hồ nhỏ giống như là bơm vậy đó, bơm đạn xuống. Nhưng mà bom nó thí dụ B-52 rồi đó, trải thảm đi thì nó đều nhau, lỗ đều. Còn này cục bự nhất là xuống ngay đây rồi những cái cục nhỏ theo xuống luôn, cho nên chung quanh nó có những cái nhỏ. Có nghĩa là có 5 cục bự tất cả. Như vậy thì có 5 cục bự tất cả. Có thể là không phải 5 cục bự, có thể là 1 cục bự. Một cục bự xuống đùng một cái nổ tung lên, rồi những cái cục nhỏ đó cũng rớt gần. Thì cái chỗ thí dụ chỗ nào lớn nhiều rất ít thì nó tạo thành cái hình dạng như vậy. Trong một buổi sáng của tháng 11, ngày 28 năm 1905, những cái chiếc thuyền đó trên đường để đi vào cảng Duluth, nhưng mà không thấy đường, bị sóng dập dùi ở đây. Cho nên năm 1910 thì người ta mới xây nên cái Split Rock Lighthouse, tức là cái hải đăng ở tại nơi đây, để hướng dẫn những chiếc thuyền
khi vào cảng Duluth trong những trường hợp sương mù dày đặc hay là tuyết hay là bão để tránh xa cái vùng biển này, à, cái vùng đá này, nó gọi là Rocky Coast. Ở đây là North Shore, tức là cái bờ phía bắc của cái hồ Superior. Và tính tới ngày hôm nay là đến đúng 100 năm thì cái lifestyle này cũng đã trở thành một phần lịch sử của tiểu bang Minnesota. Đứng đây ha, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài thấy cái lòng mình nó bình thản, mà tinh thần của mình á nó sảng khoái và nó rộng bao quát với mặt hồ vậy đó. Chứ con người mình bất nóng giận. Cho nên đến như Minnesota mà muốn tìm cảm giác mạnh, vui chơi, bạn bè, ăn nhậu, câu cá, trượt nước gì đó là đến với bất cứ hồ nào cũng được hết. Nhưng còn muốn mà tìm một cái nơi thanh thản, yên lắng, không tiếng xe, không tiếng ồn ào thì phải đến với Duluth. À, anh thấy không? Năm nay là bắp là trúng mùa dữ lắm nè. Đây bắp hết trơn. Nè. Vàng khú quá. Đã ha. Tao kêu ra đi. Ngon, bắp ngon. Bắp ngon. Đó, nó làm theo cái đường lối như vậy nè, rồi đến khi thu hoạch dễ lắm. Tức là xe chạy cái bánh xe ở đây. Phải không? Bánh xe bên kia mà rộng lắm chứ không phải gì. Hai bên. Nó xúc thì khi xúc đó, nó lọc cái trái bắp để dần ra. Những cái cây này thì nó cán ruộng đây, lọc trái bắp dần ra, hột nó cánh tơ dần ra, thành ra ra luôn là nguyên một cái thùng hột này nè. Cái farm này như vậy tổng cộng tất cả là 26 triệu mẫu. 26 triệu mẫu. 26 triệu mẫu trồng được mấy tỷ cây bắp. Không có tính tỷ nữa, không có tính tỷ. Tới mẫu mà tính thành triệu là không có tính thành tỷ cây nữa, mà tính thành cái sản phẩm ra bắp thôi. Giống như bây giờ nó lại nó mua cái sản lượng bắp mỗi một mùa thu hoạch thì nó không mua trên cây bắp đâu, cây bắp đâu có đếm được. Thấy nó ngon ngon. Gì vậy? Bắp. Trời ơi. Tôi dắt anh tới đây là anh tham quan cái farm trồng bắp của tôi thôi. Anh mà bẻ bẻ như là xịt chó cắn anh giờ chơi hoài. Đây là một trong những cái nông phẩm chính của Minnesota. Minnesota đứng hàng thứ 6 của Hoa Kỳ. Mỗi năm mang về khoảng 16 tỷ Mỹ Kim về tất cả những cái nông phẩm thu hoạch được. Trong đó thì có những nông phẩm chính là có bắp nè, có lúa mì, lúa mạch nè, có bông hướng dương nè, và bông hướng dương nuôi bò sữa. Dạ, bông hướng dương để lấy bông với lấy hột để làm cái gì, làm dầu ăn á. Lấy hột dầu ăn. Dạ, còn nuôi bò lấy sữa làm butter, làm những cái dairy. Đúng rồi, cheese. Yep. Dairy. Dạ, bơ, sữa. Yep. Nếu mà nói về nông nghiệp của Minnesota thì nó phần lớn nằm ở về hướng Nam và hướng Tây, tại vì miền Bắc phần lớn hồ với cây thông nhiều lắm. Thật sự mà nói, Minnesota đóng góp một phần quan trọng trong nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt nhất về ngoài cái khoáng sản còn có nông sản. Khi mình đến với Minnesota đó thì mình nghe nói là cái Mayo Clinic là một cái bệnh viện nó nổi tiếng nhất nhì trên nước Mỹ. Thì mình cứ nghĩ nó là bệnh viện rất là lớn, đúng không? Nhưng mà đến nơi rồi thì nó không phải vậy. Nó quá trời lớn luôn.
Có nghĩa là không phải một cái bệnh viện mà nó rất nhiều bệnh viện trong này. Mà trong cái khu này á, cái khu Mayo Clinic này á, không phải là chỉ có bệnh viện không mà còn có khách sạn, còn có restaurant. Nó giống như là một cái thành phố nhỏ trong này vậy đó. Yes. Thì cái ông Mayo đó là đây là bức tượng của ông Mayo. Từ năm 1883 thì lúc đó một cái cơn bão, một cái tornado, một cái cơn gió rất lớn đã tàn phá phân nửa thành phố Rochester, là cái thành phố ở đây. Thì lúc đó ông bác sĩ Mayo đến họp cùng với nhà thờ St. Mary quyên góp tiền cho thành phố, mà cái số tiền lên đến hơn 40,000 đô la. Thời đó là lớn lắm, 40,000 đô la mới xây được cái bệnh viện lấy tên là St. Mary. Sau đó thì ông ta vẫn làm việc với bệnh viện, rồi có hai người con nữa, hai người con của ông Mayo làm việc chung. Thì sau đó thì họ mới làm việc có tiền, rồi đưa ra phát họa kế hoạch để xây dựng lên một cái Mayo Clinic. Phải nói là cái Mayo Clinic mà hiện giờ có được đó, công lao lớn là ở hai người con. Đây là, đây là tượng của hai người con của ông Mayo. Hai anh em William và Charles Mayo này đã có công đưa cái Mayo Clinic này nổi tiếng trên thế giới. Nhờ cái đầu tiên mà rất đơn giản thôi, rửa tay. Không phải, cái rửa tay và khử trùng những cái bộ phận, những cái dụng cụ để giải phẫu đã làm thay đổi bộ mặt y khoa thế giới. Tại vì năm 1915 trước đó, người ta không có chịu rửa tay hay clean up, đã gây ra những cái chết người, những cái truyền nhiễm hay là những cái bị, tức là sau khi giải phẫu nó bị nhiễm trùng. Yeah. Và chính nhờ công lao của hai anh em Mayo này mà làm thay đổi cả bộ mặt y khoa thế giới. Chỉ ở sạch thôi đó. Yeah. Mà nổi tiếng trên thế giới. Yeah. Và một điểm nổi bật nữa của cái Mayo Clinic này là cũng là cái đầu tiên trên thế giới. Thường thường bác sĩ sau khi học xong ra trường là đi làm, nhưng mà ở đây nó mở ra một cái trường gọi là trường thực tập. Sau khi đậu tiến sĩ y khoa xong rồi phải thực tập một thời gian nào đó rồi mới được tốt nghiệp trở thành bác sĩ. Bên đây cũng là nơi bệnh viện mà có một cái trường thực tập của bác sĩ đầu tiên của thế giới. Ở đây còn nhiều cái nổi tiếng trên thế giới lắm. Là ở ngay cái Mayo Clinic này là cái nơi mà đã trị được cái bệnh lao mà trị dứt hẳn đầu tiên trên toàn thế giới. Còn là cái nơi mà có thể nói là đầu tiên thay được cái hip, cái hông đó, nguyên cái xương chậu, xương chậu. Nguyên cái xương chậu luôn, bộ phận xương chậu luôn của người ta trên toàn thế giới. Thành ra đây là một cái nơi mà hầu như là tất cả những người mang cái bệnh ngặt nghèo trên khắp thế giới mà ở những bệnh viện khác không trị được thì mang bệnh nhân đến đây để mà trị liệu. Dạ. Cho nên đến Minnesota, chúng ta đến miền Bắc có hồ, có nước, có những trò chơi, có cây rừng. Càng xuôi về phía nam thì chúng ta gặp những đồng bằng bao la bát ngát, những cánh đồng, những nông nghiệp của Minnesota. Và xuôi về phía nam nữa, chúng ta đến một cái bệnh viện nổi tiếng trên thế giới, đó là Mayo Clinic. Còn nhiều lắm, bất cứ nơi đâu cũng vậy, không phải riêng Minnesota. Người Việt ở khắp nơi, cái hay cái đẹp của đất nước đó vẫn còn, và là cái cơ hội để cho mọi người khi đến Minnesota tự tìm hiểu lấy và sẽ khám phá những cái độc đáo khác hơn nữa của Minnesota. Dân Sơn Việt Vịt Tảo xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những phần tài liệu kế tiếp. Bye. Rồi khi đắm say tình yêu bay, em có còn nhớ chuyện ngày xưa?